Người ấy là ai? Mùa 3 tuần này sẽ cùng gặp gỡ một cô gái. Tâm ơi, anh đã vượt qua cả Thái Bình Dương để đến đây gặp em. Vậy em có thể vượt qua cái bật sân khấu để đến bên anh được không? Trời ơi. Trời cái mật sân khấu là cái gì ạ? Đây, cái này nè bà ơi bà. Không phân biệt được, cứ đặt là cái bật sân khấu luôn á. Cùng gặp gỡ bàn cố vấn. Được nha, em vượt được nha, cái bậc này em vượt được nha. Giang, bỏ đi em. Hoa hậu Hương Giang. Vậy em thấy cái nét của anh này á, dễ gần. Diễn viên Huỳnh Lập. Có màu sắc ấn tượng. Ca sĩ Kiều Lê. Mà càng nhìn càng thấy dễ thương, càng nhìn càng thấy thú vị ấy. Cái sự thú vị mà Phương thích nhất ở bạn ấy đó là cái sự thú vị. Thú vị mà bà làm nhỉ? Thú vị. Tụi bạn có một cái khó chịu ấy. Ôi mệt quá. Trời ơi. Diễn viên Lan Phương. Tức á. Em coi mà em tức á. Lập lên. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Và người kết nối tiếng cười của cả chương trình, MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai? Chương trình Người ấy là ai do V Channel thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Chương trình rất hân hạnh được sự tài trợ độc quyền của Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Trở lại đây nhiều gương mặt mới, có vẻ đẹp hơn. Thời gian nghỉ dịch không làm cho các bạn mập tròn béo tốt hơn, mà làm như ai cũng có thời gian để tập thể dục hay sao, ai cũng đẹp ra. Có lẽ là mùa dịch em nghĩ rằng là cũng là một cái cơ hội để chúng ta rèn luyện bản thân mình. Tại vì nếu như mà sau dịch ai cũng mập, ai cũng tròn thì nó bình thường quá. Nhưng mà sau dịch khán giả vẫn phải thấy rằng là người nghệ sĩ họ không ở trên sân khấu hay họ không cần phải đi quay, nhưng mà họ vẫn luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của mình để mang lại cái hình đẹp nhất tới cho quý vị khán giả. Đó mới là người nghệ sĩ thực thụ, đúng không anh? Nghe sợ quá. Cũng lo lắm quý vị, tại vì ở nhà đó thường mình rảnh mà không làm gì thì mình hay ăn, đúng không ạ? Ở nhà thì hay ship về nhà, mà ship hay ship dư lắm. Anh tự ra là lo. Thấy Gil cũng còn đẹp quá. Em, sao đẹp hoài vậy? Dạ, như Giang nói cũng ráng giữ anh à. Thời gian đầu cũng ăn hơi xong rồi tự thấy mình trong gương tròn lên cũng tự sợ. Tự sợ. Dạ, xong phải tự tập xuống lại. Anh cũng sợ giống em nên anh cũng đỡ. Nhưng mà em thấy hình như anh ở nhà ngoài anh ship đồ ăn về, anh còn nấu đồ ăn cũng nhiều lắm anh ạ. Nấu chứ em. Không biết nấu xong là mình có ăn luôn không anh? Ăn chứ em. Sao mà dáng anh giờ anh cũng giữ chuẩn quá vậy anh? Chuẩn quá vậy anh? Trời. Không, nhưng mà nói thật nha, mọi người cứ tưởng là ở nhà ăn nhiều, nhưng thực ra mọi người nghĩ đi, cái ngành nghề giải trí cũng là cái ưu tiên thiết yếu cuối cùng, cho nên là nó sẽ vận động lại trễ hơn các cái ngành nghề khác. Mấy ngày đầu thì đúng là có order nhiều thiệt, nhưng mà lúc sau mình nhìn cái lịch của mình nó trống dài dài đó, thì cái đồ ăn bắt đầu giảm dần, hiểu không? Bây giờ thí dụ mà thế giới mà có ổn định hết đi chăng nữa đó ha, mọi người ổn định hết, làm việc lại hết đi á, thì nghệ sĩ chắc cũng khoảng 3 tháng sau nữa mới có show. Mới có người. Đau quá. Chứ gì nữa em, thiệt mà. Tại vì người ta mới bắt đầu bỏ tiền ra để làm event này nọ, là làm chương trình ca nhạc mời tụi em, chứ lúc đó ta chưa có tiền ai đi coi ca nhạc, đúng không? Dạ, nhưng mà thực sự là cũng mong bình an cho thế giới trước anh ạ. Bình an chứ em, phải bình an mình mới bình ổn chứ em. Phương nói thật, thấy mọi người ai cũng than là rảnh quá không biết làm gì. Phương thì bận lắm. Bận là lắm. Nhiều show lắm, từ sáng đến tối không lúc nào rảnh. Show rất lớn. Đúng rồi. Ngày nào cũng làm, chỉ có điều là show này không có tiền. Chỉ có trông con thôi, từ sáng đến sau. Từ sáng đến tối. Show gia đình đó chị. Có cái show nước đi lau nhà. Đúng rồi. Cũng có cái show, một cái show nước đi lau nhà. Đúng rồi. Trời ơi, thương quá. Lâu ngày trở lại mặn mà quá, dạo này đầm thắm rồi đàn bà ra rất là nhiều, đúng không? Ôi khen, nếu mà trước khi khen như này ở trong phòng hóa trang chê tơi tả. Buồn thôi là buồn. Cái chuyện như vậy mà cô ấy cũng có thể nói ra được thì đó. Tôi nói là tôi muốn ứa nước mắt thiệt. Nhưng mà em thấy chị Phương ăn mặc nổi bật mà rất là công chúa em luôn. Em tin vào những gì cô ấy nói hả? Giống như kiểu mà ra
làm tạo nhõng nhẽo để mọi người thương mình hay gì á. Sao mà tôi nói như vậy được? Em thích nhất cái chi tiết trên váy của chị. Có cái chi tiết nó rất yêu nha. Có con cáo. Con yêu chiều nghi mắt nhé. Mau mau lại đến đây. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là con cáo. Con cáo hả? Phải gọi là cáo yêu. Cáo yêu. Đừng đi mau nhé. Mau mau lại đến đây. Tại là cái con cáo nó nằm dưới cái mắt cá chân mà bà cũng thấy được nữa. Sao hay vậy? Phụ nữ có khả năng nhìn thấy những thứ mà đàn ông không bao giờ thấy được. Thì một lát nữa phải vận dụng cái điều đó nó giúp cho cô gái trong chương trình nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chỉ là màn giao lưu cho vui thôi, chứ chúng tôi yêu thương nhau lắm, không có ai cành nạnh nhau tiếng nào đâu. Quý vị đừng xem như vậy rồi đánh giá showbiz sai quý vị nhé. Và bây giờ trở lại với những điều đẹp đẽ, tôi mang đến cho quý vị điều đẹp đẽ đầu tiên của chương trình. Đó là một cô gái rất dễ thương, Thanh Tâm. Xin chào mọi người, mình là Thanh Tâm, hiện tại mình đang là biên tập viên MC ở tỉnh Quảng Ninh. Có 3 điều đáng nhớ nhất về mình, đó chính là sự yêu đời, tinh thần lạc quan. Và những người yêu đời có tinh thần lạc quan là những người vô cùng vui vẻ và có tính cách hòa đồng với mọi người. Xin chào mọi người, trên tay Thanh Tâm hiện giờ là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Cách đây chừng 7 năm thì mình có yêu một người con trai rất là nhiều. Khi đó thì mình đang học chuyên ngành báo chí truyền hình. Sau 2 năm khi tình yêu đủ lớn thì mình quyết định trở về Quảng Ninh, cũng như là từ bỏ mọi cơ hội thăng tiến trong công việc như lời mong muốn của người yêu mình. Và trong cái khoảng thời gian 1 tuần để hoàn tất thủ tục thì mình và anh ấy có xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ. Nhưng mình không nghĩ rằng mà trong cái cuộc cãi vã nhỏ như vậy, anh lại nói lời chia tay. Và mình có là người níu kéo, nhưng không được. Cuối cùng thì mình quyết định trở về Quảng Ninh thì mình sẽ được gần hơn với gia đình. Và biết đâu chúng mình có thể hàn gắn lại chuyện tình cảm. Điều đó không đồng nghĩa với sự suy nghĩ của mình. Mình phát hiện ra anh ấy có người mới và chuẩn bị kết hôn. Và đó cũng chính là một bước ngoặt lớn đối với một cô gái 23 tuổi lúc bấy giờ. Và sau này khi được hỏi lý do vì sao mình lại rời bỏ Hà Nội, nơi mà có rất là nhiều những cơ hội để thăng tiến trong công việc, thì mình chỉ biết nói rằng là ở đó có gia đình mình và quê hương. Và đến tận bây giờ khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai thì mình mới dám chia sẻ một cách chân thành nhất một trong những lý do mình trở về Quảng Ninh, đó cũng chính là vì tình yêu. Bên cạnh công việc thì mình vẫn luôn đi tìm kiếm một nửa dành riêng cho bản thân mình. Và mình hy vọng trong chương trình Người Ấy Là Ai sẽ có cơ hội để gặp được chàng trai ấy. Và thưa quý vị, Thanh Tâm. Xinh quá. Xinh quá. Ladies and gentlemen, năm chàng trai lạ lắm và khó đoán. Hey, cẩn thận em ơi, không sẽ bị loáng choáng. Hey, không cần vũ khí và không cần tung tên. Hey, chỉ một ánh mắt. Đội trắng tóc. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin được chào anh Trấn Thành, ban cố vấn và tất cả các quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay ạ. Không đúng, rất là hòa đồng nha. Xinh lắm. Nhưng mà sao tới từ cái vùng đất của than ha, mà lại trắng quá vậy trời bé. Sao em có thể hỏi một cái câu mà nó không, em tò mò. Trời ơi, sao nó khó trả lời. Em biết được dùng than đó. Sao em trắng dữ vậy? Tại vì hình như vùng biển, vùng than, chị thấy mọi người bảo là cái hơi á, nó sẽ biển ám vào da đúng không? Nhưng dạ, tại sao lại trắng quá vậy trời? Ở đấy thì là một cái vùng đất có nhiều khoáng sản này, có nhiều hải sản nữa. Đâm ra là người làm khoáng sản sau đó thì đi ăn hải sản thì sẽ trắng như thế này. Ủa? Vậy là hải sản sẽ trắng da hả? Vậy đó hả? Hay quá, giờ mới biết đó. Khoa học đâu có ai chứng minh kiểu này chứ. Khó hiểu. Xuất sắc thiệt. Thầy có năng lượng rồi nha. Năng lượng đấy. Năng lượng đấy. Cái lần yêu gần đây nhất của em là bao lâu? Gần đây nhất của em thì cũng cách đây được 1 năm rồi ạ. Mối tình nào là mối tình đáng nhắc nhất của mình? Em nghĩ mối tình đáng nhắc nhất chính là mối tình cách đây 7 năm. 7 năm á? Vâng. Lúc đó em đang học báo chí truyền hình. Thì em có yêu một anh chàng. Yêu rất là nhiều luôn.
và bạn đấy hồi xưa cũng ở cùng Quảng Ninh cùng với em. Và cái mối tình đấy là mối tình mà em cảm thấy là sâu sắc nhất từ trước đến giờ. Là cái người mà em đã bỏ Hà Nội để về Quảng Ninh với cái tình yêu đó đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì bây giờ em có hối hận với cái quyết định đó của mình không? Em không hối hận ạ. Đầu tiên ấy thì rất là tức này, rất là thù này. Thế nhưng vì sau và đến tận bây giờ thì em cảm thấy mọi chuyện nó qua đi và em chỉ nghĩ rằng là mình không có duyên để đến được với nhau. Bây giờ nếu mà có gặp lại á, thì em cũng rất là muốn chào hỏi anh ấy một cách rất là bình thường. Nhưng mà không có gặp lại. À, yêu nhau bao lâu? Em với anh ấy yêu nhau được 1.5 năm. Năm đấy em yêu anh xong thì gần đến khi em học xong. Lúc đấy thì em đang làm tại một công ty truyền thông ở trên Hà Nội cũng khá là uy tín. Thì khi đó là với một đứa sinh viên như em mà được làm một cái công ty truyền thông uy tín như vậy là một điều mơ ước đối với rất là nhiều người. Nhưng khi đó anh có nói rằng là bây giờ thì em cũng sắp học xong rồi. Thì mình cũng yêu nhau cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ thì có thể là về nhà và mình có thể là làm một cái công việc khác ở Quảng Ninh và rồi tiến tới xa hơn cho chuyện tình cảm, có thể là kết hôn. Khi đó em rất là vui. Mặc dù là làm cũng được 1.5 năm ở đấy luôn. Nói chung là nó sẽ ổn định hơn đối với em rồi. Là mơ ước rất là nhiều người nhưng mà em quyết định là từ bỏ khi anh ấy nói rằng là anh ấy mong muốn là em về quê để có thể phát triển sự nghiệp cũng như là phát triển chuyện tình cảm. Và em từ bỏ hết tất cả luôn. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì em có viết đơn xin nghỉ việc, giám đốc cũng đã chấp nhận cho em nghỉ việc rồi. Và em vẫn nhớ rằng là chị ấy có hỏi em là em về quê có việc gì, nếu mà không có việc gì quan trọng thì chị có thể cho em 2 tháng để em quay trở lại công việc ở trên Hà Nội. Nhưng em nói rằng là em về quê để em lấy chồng chị ạ. Thì chị ấy đồng ý luôn. Và trong khoảng 1 tuần đấy thì hai đứa có cãi nhau. Và em không nghĩ rằng là cái cuộc cãi nhau nhỏ như vậy anh ấy nói lời chia tay. Có nghĩa là sau đó em mới phát hiện là người ta có người khác đúng không nào? Em có nhắc đến người thứ ba. Thì em có nói rằng là nếu em chấp nhận được điều đó thì chúng mình cưới nhau, còn nếu không thì chia tay. Sao lại có cái cách thỏa thuận đó nhỉ? Tại sao lại giống như cái thời phong kiến ha? Dạ. Nhưng mà tại sao lại thỏa thuận như thế nhỉ? Tại vì cái người đàn ông khi người ta nói rằng là em về Quảng Ninh đi, vâng, em lập tức viết đơn xin nghỉ việc về. Đúng rồi. Em về đây với anh cưới đến rồi 1.5 năm lâu rồi em cũng về. Thì dĩ nhiên khi em thỏa hiệp với người ta nhiều lần, người ta biết rằng là người ta có cái quyền lực khiến cho em phải thỏa hiệp cái chuyện đó. Cho nên anh ta tiếp tục đưa tới cho em một cái yêu cầu nữa. Em cưới đúng không? Nhưng em phải chấp nhận được cái chuyện có thể anh sẽ lăng nhăng trong tương lai đó. Dạ, đúng rồi. Tại vì sao? Vì tất cả những cái lần trước em cho anh ta đáp ứng được những chuyện đấy nó quá dễ dàng đi. Đó là lý do vì sao anh ta dám nói câu đó vào với em đó. Người đàn ông ở ngoài đường mà nói với chị câu đó nha, chị đi đường quyền ngay. Không có chị nói với câu đó. Đi đường quyền này. Nhưng mà bạn này cho dễ quá. Thế này này, nãy tôi nghe tôi thấy một cái điều nghịch lý buồn cười là ê, mình về quê mình phát triển sự nghiệp em sao? Người ta chỉ có nói là mình lên đâu đó để mình phát triển sự nghiệp. Và đi về quê phát triển sự nghiệp là nghe nó không hợp lý. Có nghĩa là người ta ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến cho người ta thôi. Và anh cũng không nghĩ là em sẽ thỏa hiệp với cái điều đó. Nhưng mà... Nhưng Phương nghĩ có thể chấp nhận được cái này vì câu chuyện của bạn ấy gợi nhớ đến câu chuyện của Phương. Vì cái mối tình đầu thì bao giờ nó cũng mạnh mẽ lắm. Lần đầu tiên mình yêu thật sự mà. Không đồng ý. Nên là mình rất là dễ sẵn lòng để mình đi theo ngày xưa. Hồi mà Phương yêu lần đầu tiên năm 19 tuổi, sau đó là 1 năm, bạn ấy cũng rất yêu Phương nhưng sau đó bạn ấy bảo một ngày là bạn ấy sẽ không thể hạnh phúc khi mà sau này Phương sẽ là diễn viên, sẽ ôm hôn một người nào đấy. Và đó là lý do duy nhất để chia tay. Và lúc đó mình đau khổ, mình muốn níu kéo, mình muốn còn nói là vậy thì em sẽ từ bỏ, em sẽ không làm diễn viên nữa để em đi theo anh. Và đó là những cái lời của một cô gái rất là trẻ và còn đang rất là yêu ấy. Mình chưa trải đời, mình chưa biết gì hết, chưa biết thế nào là bộ mặt thật giờ của đàn ông. Giờ trải chưa? Trải bây giờ trải khá nhiều. Bây giờ Phương có thể tự tin nói trải khá nhiều. Em nói thật, cái đó là chuyện không của riêng ai. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng thế thôi. Không, thì... thật ra đừng nói phụ nữ đàn ông. Thế thôi, ai đúng cũng đang từng phải ngu chứ. Phải ngu nó khôn ra chứ đâu mà. Những lần đầu ấy ngu nên hết. Là bạn đi như thế là bình thường. Tuổi đó thì ai cũng khờ khạo cả. Nhưng mà thế này, anh chị hỏi thế này. Thường là những cái cuộc cãi vã, chia tay mà cái điểm chung của những cái lý do đó là gì? Em nghĩ là vì hết yêu hoặc là có người thứ ba. Hết yêu á, luôn luôn là mình nói nó là cái cớ để nó xảy ra vấn đề. Nhưng mình phải biết là cái lý do gì mà người ta hết yêu mình, cái đó mới quan trọng. Em nghĩ rằng là hồi đó em là một cô gái rất là hay nhạy cảm là một.
Có thể do em hay ghen nữa, trẻ con nữa. Có nhiều lần cãi vã với nhau và em luôn là người nói chia tay. Và rồi thì em nghĩ rằng là khi một cái giọt nước tràn ly thì nó sẽ đổ vỡ thôi. Khi mà người ta cảm thấy như là người ta quá sức chịu đựng với mình rồi, vì người ta không hợp, vì em quá trẻ con quá chẳng hạn, thì có một cô gái khác đến và người ta cảm thấy là người ấy hợp với người ta thì có thể là người ta sẽ đến. Và sau này thì em mới biết rằng là khoảng tầm 4 tháng, 5 tháng sau thì anh có kết hôn với một cô gái khác. Thế bây giờ em có nghĩ là mình nên thay đổi gì không? Em thay đổi tích cực hơn, em nghĩ là như vậy. Có thể đến bây giờ thì em thầm cảm ơn anh rất là nhiều, vì chính anh ấy đã làm cho em cảm thấy là một cô gái chín chắn hơn, trưởng thành hơn và có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Em nghĩ là điều đó là điều mà em cảm ơn anh ấy đến tận bây giờ. Thế này nè em ạ, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Yeah. Thường mình sẽ oán trách người ta là tại sao không tiếp tục ở lại với mình, nhưng mà chúng ta quên mất một bước rằng là chúng ta không có nghĩ là mình đã làm gì để người ấy phải ra đi. Mình làm cho người ta khó chịu, mình làm cho người ta chán nản, phiền toái. Đó là những cái mà chúng ta nên xem lại bản thân mình. Khi mình ở với một người, mình đã đáp ứng được cái nhu cầu của cái người đó muốn ở một người yêu hay chưa? Vâng. Chúng ta sẽ thay đổi bản thân mình trước thì chúng ta mới tiếp tục phán xét được. Nhưng mà nhiều lúc cũng đặt ra câu hỏi, yêu nhau sâu đậm đến như vậy thì tại sao anh ấy chia tay một cách phũ phàng mà nhanh chóng như vậy? Lúc đấy em rất là sốc, em cũng không hiểu, cũng không tự giải thích được. Sau đó khoảng một thời gian thì em cũng nghe thấy một hai người nói là có thể là anh ấy là người có người thứ ba. Đừng bao giờ nghĩ là cứ phải là chia tay mình là vì có người thứ ba em ạ. Cái người thứ ba đó mà nó không có cái gì hay ho thì làm sao người ta thích cái người đó được. Dạ, đúng không rồi. Nào? Nó phải có một cái gì đó xảy ra ở em và người ta không muốn tiếp tục đi với em nữa vì một cái đức tính gì đó. Nhưng mà Phương thấy nãy giờ Phương cảm thấy có cái gì đó hơi thiếu công bằng ở đây. Bạn đang dồn mọi thứ lỗi là về cô ấy không, hoặc là bảo là cô ấy cần phải nghĩ xem là mình lỗi gì. Phương nghĩ cái chính nhất đó là vì hai người chưa hợp nhau, chưa phải là hai người phù hợp với nhau. Đó là lý do mà những gì của em ấy, bạn ấy cảm thấy không thoải mái. Nhưng có thể khi gặp người hợp rồi ấy, thì những cái sự nhõng nhẽo đấy có khi người ta lại thích, và người ta lại có một cái sự đàn ông trưởng thành hơn để em bớt cái sự nhõng nhẽo đó, để hai người cân bằng với nhau. Đó là cái mà Phương trải qua rất nhiều, đủ để Phương hiểu ra được cái điều đó. Chỉ đơn giản là chưa phải lúc và chưa phải người. Vậy cô có điều này Phương chắc chưa hiểu nè, là con người ta đó phải thay đổi theo nhiều phiên bản hoàn hảo hơn. Cũng là nhõng nhẽo, yeah. Nhưng cái người trưởng thành sẽ biết cách nhõng nhẽo để người ta thương, yeah, còn cái người trẻ con sẽ nhõng nhẽo để người ta bực. Nhõng nhẽo nó là một nghệ thuật. Phải làm sao cái cách bạn nhõng nhẽo mà cái người đàn ông á muốn bỏ hết thế giới đi lao và bảo vệ cho bạn thôi. Không phải là anh nói như vậy là để anh đổ lỗi cho em, tại anh có biết bạn ấy là người như thế nào đâu, đúng không ạ? Cái anh nói đây là ngồi ngay đây trước mặt anh, dù là ngày hôm nay em nghĩ là em đã trưởng thành, nhưng mà anh vẫn feel được cái sự trẻ con trong em. Nên anh nghĩ rằng là sau một mối tình là một kinh nghiệm, sau một mối tình là một bài học để mình nâng cấp bản thân mình lên thành một phiên bản có thể phù hợp được với nhiều người. Em muốn giữ được đàn ông, em phải là một thứ quý giá. Nếu anh yêu tôi, anh phải theo luật tôi chứ không phải tôi theo luật của anh. Anh yêu cầu một người phụ nữ mà cô ấy đáp ứng tất cả yêu cầu của anh là coi như cô ấy thua anh rồi đó. Trong một cuộc chơi, đàn ông là cái giống nòi thích chinh phục, mà khi nó đã chinh phục được em là hết phim. Thành thử ra anh nghĩ là chúng ta phải nắm rõ được cái vai trò của nhau. Người đàn ông sẽ đi chinh phục. Một ngày nào đó em còn bí hiểm, em còn quyến rũ, và em còn ý thức được bản thân mình tuyệt vời nhất ở phiên bản như thế nào. Dạ. Người ta không làm chủ em được đâu, người ta sẽ chạy theo em. Vâng. Đây, để cho ví dụ đơn giản nhất cho câu của anh Thành. Nếu như em vô tình em làm rơi một chiếc nhẫn xuống đất đi, em có học tốc em chạy lại không? Tại vì nếu em không chạy lại thì tất cả cái trường quay này nó sẽ ùa và nó lấy cái chiếc nhẫn đó. Nhưng em vô tình em làm rơi một chiếc bút bi, thôi không sao, ra kia mua cái bút khác. Tại sao? Vì chiếc nhẫn nó chỉ ra 1 tỷ, còn cái bút bi á nó chỉ có 4.000 thôi. Em hiểu vấn đề không? Cho nên nếu như em không có công việc, không có sự nghiệp, chỉ ở nhà, chỉ follow người ta thì em sẽ là cái bút bi đó. Còn nếu như em có sự nghiệp rực rỡ, em xinh đẹp, em lạc quan, em có bạn bè, có cộng đồng, có xã hội, có giấc mơ thì em sẽ là cái nhẫn. Rồi em chọn là cái gì thì đó là cái sự lựa chọn của em. Chắc có lẽ nói hơi nhiều nhưng mà anh nghĩ đó là những cái điều mà hữu ích. Nên dạ, chúng ta rút ra cho nhau ha. Dạ, để lần này cái lần lựa chọn này tốt đẹp hơn. Dạ. Em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em sẵn sàng.
Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát trước khi gặp gỡ những chàng trai của chương trình. Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Người Ấy Là Ai. Và bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ dàn siêu phẩm của chương trình. Xin giới thiệu Quang Lâm. Đẹp. Minh Luân. Chí Diễn. Và cuối cùng là Steven. Và họ là những chàng trai siêu phẩm của chương trình Người Ấy Là Ai. Có cách nào mà để giữ các cô gái của tôi lại được không? Tại sao mà người ta ra mà cái gì mà cào cấu hai chị em giật vung xúc cái cánh tay ra. Ôi tôi nha, tôi nha. Đẹp. Không có, bởi vì là em ấy không có chịu nổi nhiệt. Tôi chừng quay anh hiểu không? Thấy các cái chàng trai là bà chị ơi nắm tay em run có tim đập thình thịch. Hiểu chứ không phải em cũng như vậy. Không Thành ơi, em đã ngồi đây quá lâu rồi. Mà số nào của em cũng thấy em như vậy chứ em. Dạ không có, em rất bình thường à, nhịp tim của em bình thường. Cái này nó là triệu chứng thường trực nha em nhé. Nhiều thấy vàng bữa nay ổn không em? Em lại một lần nữa may mắn khi xuất hiện trong một tập có một cái vàng gọi là quá xuất sắc anh ạ. Anh thấy em mà lên đứng là em ngon hơn bên năm con người này chứ. Em lên đứng cho dàn này là em sáng hơn chắc luôn. Sáng chứ, cái áo em quá trời mà. Bây giờ mình đến với từng anh coi người ta làm sao nha. Anh chàng đầu tiên. Chào em, anh là Quang Lâm. Và nhìn xung quanh như thế này, em có thể đoán được anh làm nghề gì không? Hiện tại, anh đang làm một bác sĩ tập sự tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đây là một công việc mà anh đã mơ ước từ nhỏ. 6 năm trong một sự nỗ lực, nhiều người có thể nghĩ đây là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cho nghề bác sĩ, đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Mặt bên này sáng quá. Với áp lực từ việc làm một bác sĩ, việc tạo tiếng cười và niềm vui cho những người xung quanh cũng giúp anh vơi bớt đi phần nào áp lực trong cuộc sống này. Ngoài việc trao dồi chuyên môn mỗi ngày thì anh còn có một niềm đam mê khác, đó là làm bạn với những shot hình. Em có nghe đến người mẫu bác sĩ bao giờ chưa? Cũng ngầu nhỉ? Sẽ không có một tiêu chuẩn nào khi nói về chuyện tình yêu của anh. Nhưng mà người con gái khiến anh rung động chắc chắn sẽ là người có trái tim chân thành và ấm áp. Anh nghe nói em chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm đúng không? Em à, trái tim Quang rất ngoan, lại yêu rất trung tình. Em nghĩ sao về một chàng bác sĩ sẽ chăm lo trái tim cho em cả đời? Lãng mạn thế. Chết rồi,
ngọt như muốn. Nhìn cô ta đúng theo cái kiểu là muốn đến với chương trình, rất là tập trung, rất là nghiêm chỉnh. Xong video clip là kiểu mà dạ ban giám khảo đó là chính là em. Không hề nói sai một chi tiết nào đó. Cái điểm cộng đầu tiên đó là sau cái đợt dịch vừa rồi thì tự dưng nha, mình rất có thiện cảm với những người làm nghề y nha. Họ có cái trách nhiệm không chỉ với riêng cá nhân của họ, với riêng bệnh viện của họ, mà Giang thấy là họ là cái người mà rất là dũng cảm. Thì cái bạn này có cái cảm giác ấm áp đó, lại còn rất là trẻ mà đã làm được bác sĩ, nghĩa là một cái người phải rất kiên trì học đó em. Anh ta có thể có rất là nhiều cái nghề nghiệp dễ dàng hơn, nhưng anh ta vẫn theo nghề bác sĩ, tức là trong tâm anh ta muốn chăm sóc người khác. Thì chỉ tin những cái mà trong video bạn thì bạn ấy nói là thật. Thì có điều á, thích chăm sóc người khác như vậy, biết nỡ có bạn gái hay chưa? Giai nhưng Bắc mà, nữa cơ. Giai Bắc nữa. Giai Bắc tuổi này là đấy. Đấy. Nhiều bạn sắp sửa là khăn gói nhưng, rồi. Nhưng mà theo em nghĩ á, bên ngành y á, họ rất là mất nhiều thời gian để họ đi nghiên cứu và đi học. Họ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho người yêu, để yêu đương anh. Không, yêu đương chung ngành được mà. Đúng rồi, không cái vấn đề là thế này này. Lộn lắm á, chích qua chích lại là mệt lắm. Rồi không lẽ bây giờ bác con bé đi học y tá là từ đâu? Không, nhưng mà trông cái bạn này là người có thời gian để chăm chút cho bản thân, chứ không phải là kiểu một bác sĩ mà. Bạn ấy cũng là tập sự thôi. À đúng, có thời gian đây đi chụp ảnh mẫu mà thôi. Không có khô khan đâu. Đây là biết dạng... biến hình nha, biết biến hình đó. Nha. Mà biết thay đồ thay đạp tức là có. Căn bản là đã đẹp sẵn rồi cho nên không cần trau chuốt gì quá nhiều. Chỉ cần gọn gàng tóc tai mặc đồ đẹp lên xíu là đã đẹp. Mới công nhận đẹp mà còn thông minh nữa thì đó là hai tiêu chuẩn quá. Ghiêu thế sao cưng? Một người đàn ông mà biết trau chuốt bản thân cũng là tốt. Nhưng mà cảm giác lúc đầu của em là khá hợp với bạn nữ. Bởi vì bạn nữ cũng khá là tính tình rất là baby rồi vui vẻ. Nhưng mà hai bạn mà là một đôi thì rất là dễ thương. Ừ, tự nhiên Ghiêu lên nói xong cái làm cho Phương ra một ý, mới đầu Phương thấy rất hợp. Sau đó bây giờ Phương lại thấy là bạn ấy tên là một cô gái rất là còn bé bỏng, còn kiểu nhõng nhẽo. Nhưng mà bạn này thì lại chưa, bạn ấy mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng chưa toát ra cái vẻ mà đàn ông mà mạnh mẽ mà để kiểm soát một cô gái để hai cô... đứa nó trẻ quá mà. Thì thế để đàn ông chi trải nghiệm với nhau rồi tự không, dạy dỗ nhau thôi. Em nghĩ là anh bác sĩ này là quen cái cảm giác nhõng nhẽo, tại bệnh dân nhõng nhẽo. Đúng rồi, bệnh nhân nhõng nhẽo. Là ổ tối ngày. Em không tiêm đây đây, để chích cho. Thôi để chích cho nè, để đặt men cho chích nè. Chích nè, im. Đi cho tôi chích không? Hoặc nó hồng vô chích vô men liền. Như bộ phim này, như bộ phim. Chị Phương ơi, nhưng mà em cũng lớn rồi rồi, em không còn nhõng nhẽo đâu. Em chắc không? Chị nói thật với em, trước khi lấy chồng chị mới bớt cái sự đấy đấy. Đã nhõng nhẽo, cô nhõng nhẽo cả đời. Đúng rồi. Cô khỏi ở đó mà em hết nhõng nhẽo rồi. Bây trời giờ ơi, nhõng nhẽo là tại vì không có ai để nhõng nhẽo đó. Thử có cái coi là nhõng nước luôn á. Cô lên tận mây xanh. Thật, có thử có người yêu xem có. Alo, em biết là anh rất bận. Đúng không? Em chỉ biết là anh có còn yêu em nhiều không? Tại sao cả ngày hôm nay nhắn tin không dấu? Đúng không? Không, còn không, còn không gì nè. Yêu, cái này không yêu liền. Alo, bữa nay anh chích tới ai rồi? Sao anh không chích em? Vậy đó. Khoan, sao mỗi lần nhõng nhẽo là giọng rung vậy luôn hả? Cảm động là cái trend. Nước nở. Cái trend mà alo đó. Ừ, em về anh cho em ăn bánh bông lan được mũi, đúng không? Kiểu vậy. Không lẽ giờ tôi chích cho hai cái đứa này, mỗi đứa một mũi cho nó bình tĩnh lại hay sao? Độc thân nha. Em nghĩ độc thân luôn, tại vì á, mấy bạn mà làm bác sĩ bây giờ á, dành thời gian đi học rất là nhiều. Và khi mà người ta nhìn vào thấy là cái bạn này rất là cao giá, không ai muốn chạm tới luôn á. Nãy giờ tôi thấy nha, cứ ngồi cười mỉm chi, thấy người ta khen rồi nở lỗ mũi nha. Nha, cười mỉm chi. Rồi một hồi nha, nó bung lụa đi. Tôi đang nói bình tĩnh em ơi. Chưa tới phút 89 đâu cưng ơi. Sao Phương? Phương cũng nghĩ là độc thân nhưng mà chị nghĩ là bạn ấy không hợp với em. Rồi tạm thời đẹp là vậy đấy, nhưng mà không hợp đâu. Hợp chứ, bạn này ai cũng hợp hết trơn, em cũng hợp. Ai cũng hợp đấy là màu xanh là màu hy vọng. Mời quý vị khán giả cho tôi biết quý vị màu gì. Tám mươi phần trăm độc thân như vậy là tốt. Chúng ta sẽ đến với chàng thứ hai. Chào em, anh là Phong. Hiện tại anh là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm tại AIA Việt Nam. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh thường thích tận hưởng cuộc sống một mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi một tách cà phê và làm những việc mình thích. Sở thích của anh là lưu lại những khoảnh khắc đẹp bằng chiếc điện thoại này. À,
anh đã từng dành cả thanh xuân của mình đã mãi mê chạy theo một thứ được gọi là tình yêu. Thế nhưng về sau này anh nhận ra có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu nữa, đó chính là một người bạn đồng hành. Em à, anh luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ tài chính tốt nhất, thế nhưng vẫn chưa có ai quản lý tài chính cho riêng mình. Hãy đồng hành cùng anh em nhé. Hai cái chân mày quá trời ha, ánh mắt chứ sau câu liếc vào một đá mai tôi thôi thôi sắc ngọt. Nhưng mà như này này, nó không phải vấn đề nằm cái lông mày mà nó lại nằm ở cái vấn đề là cái accent của cái giọng bạn ấy nha. Cái giọng nói nó hơi có cái độ nặng với cái độ bè nha. Em có muốn anh là ơi, anh này em phải quản lý tiền cho anh. Tức là Giang cảm giác khi mình nói được cái giọng mà mạnh như vậy á, nghĩa là cái mình không thực sự tự nhiên lắm. Có nghĩa là giọng là giọng soprano. Đấy. Giọng soprano là giọng của nữ, giọng kim á. Để đúng bắt đầu rồi. Cái đè xuống cho nó bớt kim lại, đúng không? Đó, đây là hơi đè xuống. Nhưng mà trong cái lúc đè đó thì nó lại bật ra những cái kim kiểu khác. Anh hiểu không? Đâu đó nó có cái thoang thoảng gì đó. Tím oải hương. Tím lavender. Tím bảo hiểm. Đó. Cho nên là mình mới nghĩ như vậy thôi. Thì hy vọng là do nhìn nhầm. Em cũng có suy nghĩ giống như chị nha. Là bởi vì thứ nhất là về giọng nói là cái ai cũng nhận ra rồi. Cái thứ hai là nói về cái việc mà làm về bảo hiểm là chắc chắn là phải có tâm lý. Tâm lý thuyết phục khách hàng. Đúng. Mà nếu như là khai thẳng á thì họ lại không có sự uyển chuyển cho quý vị tâm, tâm lý. Không lẽ nói quyền ngành bảo hiểm tím hết trơn. Thì chắc lãng có gì? Hồi xưa khác nhưng mà bây giờ lại khác. Bây giờ là những cái công việc làm bảo hiểm hết, đa phần các bạn này uyển chuyển nhiều hơn. Bây giờ bán bảo hiểm anh nói thiệt nha, thí dụ gặp một cái người đàn ông vững chãi, người ta nói đâu như đó đâu, nhìn cái mặt ta chững chạc mà thấy niềm tin hơn chứ. Tôi ghét mấy cái người vô cái dở miệng nói nè, chị mua gói này là bao trọn đời, là chị xe đụng chị đem đền hết. Không được, tôi không chịu. Không, đây là cái gu bảo hiểm là phải chắc chắn, đúng không? Ừ. Chị mua đi, chị mua. Cái đó là đánh lộn, cái đó là đánh lộn. Giang bây giờ nó trending lắm nha. Cái đó là ở ngoài chợ. Cái gì mà rối rối trên mạng là có nó hết á. Nhưng mà giờ sao nè, có tím không? Em nghĩ là tím á. Rồi em dơ bảng dùng em, chị em đi. Em dơ cái tím của em. Phương cũng thấy là mang mát một chiều tím dịp ở chỗ này rồi đấy. Bởi vì là ngoài cái giọng nói ra, bởi vì cái tư thế, cái cử chỉ ấy, nó cũng mang đến một cái gì đấy nó rất tím. Rất tím luôn. Rất tím luôn. Rất tím luôn. Đã là mới vừa thoang thoảng thôi, cái đây là rất tím luôn. Ghiêu ơi, sao nhỏ? Em cũng chớm chớm rồi đó anh. Chớm luôn chớm. Không? Thật ra bởi vì bạn này vẻ bề ngoài quá dễ thương đi, nhìn mặt cực kỳ sáng và kiểu cũng là baby, nhưng mà baby khác với lại các bạn bên cạnh nha. Bên kia là baby face, sau này sẽ thành gentleman, còn bạn này là baby theo kiểu. Sao em không đồng ý là baby nha? Không, bạn ấy cười một phát, nhìn mặt rất là tươi, mặt rất là sáng. Có nghĩa là cái này là bạn ấy đang không muốn mình baby. Bạn ấy đang gồng thôi, gồng. Bạn ấy đang gồng người thôi. Chứ bạn này như thế là rất là nhẹ nhàng, dễ thương và tím một cách tích cực. Có nghĩa là gì nè, bạn kia là baby face, còn bạn này là baby inside. Đúng rồi. Nha, yeah. À đó, quý vị nghĩ sao? À cũng rất là nhiều người nhưng trong chờ bạn ấy màu xanh. Nhưng mà có nhiều người mong chờ bạn ấy màu xanh chứ bộ. Có một anh chàng người nước ngoài, anh ấy tên là Steven. Hãy xem nhé. Hey Steven. Hey, it's me. Just doing a little bit of work. Do you want to learn something cool in Vietnamese? Is that what you've been doing? Studying Vietnamese? Yeah, teach me something, I'm in. Okay. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cơ. Cần cầu cơ. Is it right? It's right. Chào em, anh tên là Steven Turban, tên tiếng Việt là Phan Văn Vũ. Có nhiều người về hỏi chơi em, anh là ủa có phải là con cháu của Phan Văn Đạo không? Anh nói là dạ không, dạ không. À, anh đến từ Mỹ, cũng tốt nghiệp trường đại học Harvard. Sau khi anh tốt nghiệp thì anh có cơ hội để đến Việt Nam cho vui để đi du lịch thôi ạ. Nhưng mà khi anh về Mỹ thì anh có một cảm giác rất là nhớ Việt Nam. Thì một câu anh nghĩ rất là miêu tả tình huống này rất là chính xác, đó là từ khi ta ở chỉ là đất nơi ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thì 3 năm sau anh quyết định quay về Việt Nam luôn. Thì bây giờ anh đang làm việc ở một trường đại học mới tên là Fulbright, đang làm về chiến lược và gây quỹ ở đại học này. Anh may mắn được đi tới nhiều nơi và học nhiều thứ.
bởi vì cái sở thích lớn nhất của anh là học ngoại ngữ. Hey, I've been looking for you all day. Can you help me with this? Can you translate it into Chinese for me? Yep, so this is 没有什么比火锅好吃的. 火锅是什么意思? 我是楼. Wow. Wow. All right, thank you so much. Yeah, of course. Bye. Bye. Anh biết nói tiếng Việt nè, tiếng Hoa nè, tiếng Tây Ban Nha nè. Còn cái tiếng Việt, tiếng Anh của anh á, y chang người Mỹ luôn, giỏi lắm luôn em ơi. Đáng yêu à. Ngày kinh nghiệm mỗi tháng thì anh sẽ gửi một cái quà cho em để nhắc nhở là anh yêu em nhiều hơn. Hôm qua em đã nhận được món quà đầu tiên của anh chưa? Này combo bắp nước nha mấy anh chị. Đầy đủ nha. Duyên tôm hồ Alaska nha. Thông minh. Đẹp trai. Sao về hải sản, cái gì cũng quy về hải sản. Tiếng vậy Anh, tiếng Tây Ban Nha, rồi tiếng Trung. Rồi còn tiếng lòng em, anh có biết luôn không? Bỏ, con nhỏ. Con nhỏ, con nhỏ đúng rồi. Quan trọng tử tế nữa nè. Kêu anh gửi thư cho em đó. Đây. Oh my god. Đi trước. Thông minh đến mức là đi trước tất cả những người kia luôn. It's a letter from him. At the beginning of the show, he gave me the letter that gave to you. Yeah, you take the letter and you read to everyone. Please. Read the letter. I'm waiting. Em có được mở ra luôn không ạ? Dia. Em cảm ơn em. Em đọc thư nha. Đọc chứ em, đọc chứ. Tâm ơi, anh đã vượt qua cả Thái Bình Dương để đến đây gặp em. Quá trời ông rồi nha ông ơi, sớm quá nha. Vậy em có thể vượt qua cái bật sân khấu để đến bên anh được không? Trời ơi. Ký tên. Sắp khóc rồi. Cái bật sân khấu là cái gì ạ? Đây, cái này bà ơi bà. Không phân biệt được, cứ đặt là các bật sân trời khấu. Trời ơi, u mê em ơi. Người ta đang ngồi xuống. Được nha, em vượt được nha. Cái bậc này em vượt được nha. Giang, bỏ đi em. Không, đùa thôi. Chết thiệt. Để bạn ấy quyết định chứ đúng không? Chưa, bây giờ quyết định bây giờ vẫn là bình luận thôi. Họ kiếm công việc ở bên Mỹ nó cũng rất là dễ chứ không phải khó. Nhưng tại sao họ lại chọn Việt Nam? Và tại sao họ lại yêu cái tiếng Việt như vậy? Có hai lý do. Họ cảm thấy cái sự đồng điệu với cái mảnh đất này. Hoặc là họ bắt buộc phải một người nào đấy để nói chuyện với một ai đấy rất quan trọng với họ. Còn cái bức thư này chị nghĩ rằng là người nước ngoài á, khi mà họ đã đến một cái chương trình gì đấy trải nghiệm, họ sẽ trải nghiệm hết mình để họ thắng cái cuộc thi đó là chuyện rất bình thường. Mình không nghi ngờ nhưng mà nó đâu đó nó có những cái bằng chứng đó. Có chủ rồi đó. Chị nghĩ mà em nhìn đi, anh ta tập luyện hàng ngày ở một cái như vậy rất là chơi vui vẻ. Chị còn đoán là anh này có bạn gái, một cái người mà có chung sở thích với anh này. Tại sao chúng ta không nghĩ theo chiều hướng là anh ta đã từng yêu một cô gái Việt Nam, gọi là đã từng. Nói chung là đã hay không thì không biết. Trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ đúng không? Yêu không cần cớ màu đỏ cơ. Phương thì cũng đồng tình một chút với Yule là Phương muốn quan sát thêm. Cái mà làm cho Phương chần chừ là bạn ấy nói hay quá. Nghĩa là bạn ấy quá thông minh, quá lãng mạn. Bạn ấy sử dụng tất cả những thế mạnh của một người phương Tây, của một người biết sử dụng chữ, biết cách để lôi kéo được cảm tình từ người khác bằng việc gửi thư, bằng những lời lẽ. Anh vượt cả một đại dương đến bên em, nhưng mà thật ra bạn đến Việt Nam là để bạn học chứ không phải là vì bạn ấy trước. Nhưng mà cái mà Phương lăn tăn lại không phải là cái màu xanh hay màu đỏ nữa cơ. Thế là gì? Màu tím hả? Màu tím. Trời ơi, không nhớt rồi. Tím luôn. Không biết tại sao nhưng mà... Khoan, đoạn nào tím? Trước tiên ấy là bạn ấy gợi cho Phương nhớ là hồi trước Phương đã từng làm việc với một đạo diễn người Mỹ sang Việt Nam làm việc. Và Phương đã yêu người màu tím. Không, may Phương không yêu bạn ấy. Phương không biết tại sao nhưng thường những người mà hơi tím tím ấy, họ có một cái gì rất tương đồng mà mình khó giải thích. Nó có một cái gì đó không thật sự với lại cái màu xanh hay màu đỏ. Nên trời là ơi, Phương nghĩ không, tôi đã đảo không công bằng cho người ta. Tại sao? Tại vì nói chuyện người nước ngoài họ không giống mình. Ví dụ họ nói cái gì mình cũng giống như mình thấy họ diễn vậy đó. Nhưng mà đây là too much. Không, người Mỹ ai nói là hey, you're so beautiful. Nó phải nó nói chuyện là nó lấy hết cơ thể ra nó nói. Tự nhiên chỉ vì cái điều đó nói tao màu tím, tôi không đồng ý. Nãy trong clip có bận áo thun màu tím anh. Trời ơi, lý do ghê vậy. Thực ra thì thêm những vòng sau thì mình mới biết được nữa. Màu gì chứ màu gì thế Phương, màu gì thì tím, màu gì tạm cơ thời nào? Là tím đi. Em là màu gì cơ nào, màu tím cơ này.
Nhưng mà tình mà nếu mà về tất cả mọi thứ hiện tại thì vẫn đang rất là tốt cho bạn nữ nếu mà thành một đôi. Bạn nữ gật gật với em kìa. Nghĩ là với một can rất là tài năng giống như vậy chắc chắn là đã có chủ, nhưng mà chủ là chủ nam. Đồng quan điểm với chị ạ. Em nghĩ là vậy á. Người ta như vậy mà đưa màu tím. Forget them, I'll protect you. Cannot. Mời quý vị. Thôi lá mà anh này lại làm bồ anh kia chắc chết ha. Con số màu xanh xuất sắc, đẫm lè. Bây giờ sẽ là anh chàng số 4. Anh biết em là một cô gái khó tính, nhưng thật tình cờ anh lại là FX570. Chào em, anh là Lương Chí Diễn, là một chàng trai đến từ Tây Nguyên. Hiện anh sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại anh là giám đốc của công ty giải trí Battle Entertainment. Thường ngày anh là một người vui vẻ hòa đồng. Anh có khả năng gắn kết mọi người để họ trở nên thấu hiểu nhau hơn. Có từng ở trong bóng tối im lặng và đáng sợ chưa? Đừng lo, từ nay có anh thì bóng tối luôn nhộn nhịp và vui vẻ. Mới. Anh hay đi diễn kịch tuyên truyền đúng không? Tuy vậy, anh là một người khá khó tính. Ví dụ như nấu ăn thì phải nấu ăn ngon. Cho nên anh là thành viên tích cực của group Ghét Bếp Không Nghiền Nhà, để lên án những cá nhân nấu ăn không đạt tiêu chuẩn, cũng như anh sẽ lên án bản thân mình nếu không đối xử tốt với em. Và cho đến bây giờ, anh vẫn mong tìm được một người con gái hiểu rằng chỉ cần yêu anh thực sự thì mọi thứ hay để anh lo. Em à, nếu có lần xét đánh mà anh không chết thì đó chính là ngày anh gặp em. Hãy cho anh cơ hội nhé. Cái ông này là cái ông duy nhất mà hồi nãy ra nhún cái mắc cười là mắc cười đúng không? Là hồi nãy ra chào rồi cái nhúng cái rồi nhìn nó hài hước lắm đúng không? Đấy. Là ổng đó. Lém lỉnh. Móc trái tim ra mà làm ta cười đó. Lém. Phương thích bạn ý. Phương nói luôn, Phương thích bạn ý. Cái clip này là ảnh tự quay, tự dựng cho em hết luôn đó. Thì có nghĩa là anh ấy làm tất cả những gì mà tốt nhất có thể để mà làm cho em vui. Chân thành. Anh cười đi ạ. Đó, mặt cũng xàm lắm. Xàm đây có nghĩa là đáng yêu quá nha. Giới nghệ sĩ người ta hay nói nha, ai mà khi mà có tính hài hước lên nè, ông này cũng xàm lắm nè. Đó là của cái máu hài hước đó. Dạ. Thấy sao kêu ổn không? Bạn này gọi là duyên ngầm. Và bạn ấy cũng quay clip YouTube các thứ. Và cũng nổi về những cái clip đố xàm không ạ? Ủa em biết luôn hả? Đã cũng có, rất là có nhiều cái rất là dễ thương nhưng mà. Là bạn này là YouTuber? Không hẳn là YouTuber không ạ. Bạn ấy có một cái team và thường ra thả thính và đố xàm những cái gọi là đố xàm, một cái chương trình tên là đố xàm và cũng khá là thú đố vị. Đố xàm một người hỏi một người trả lời ai cười là thua. Vậy đó là YouTuber đấy em. Người ta cũng có thể làm đâu chỉ post trên YouTube không anh. Thì nó cũng là YouTuber em ạ. Ok anh. Rồi sao trời ơi, sản xuất đi rồi muốn úp trên đâu, úp sóng chén hay là úp ở nhà hay úp đâu đó. Nhưng mà thấy vui tính kiểu này thì cảm giác của Gil là dễ có bạn gái rồi. Ấm áp đúng không? Đàn ông ấm áp đúng không? Nhẹ nhàng với lại hay pha trò cho người yêu. Nhưng mà cái pha trò những cái pha trò nhẹ nhẹ này không biết là giống như là cũng hơi sợ người yêu ghen hay sao. Đúng rồi, làm em cái nư nhẹ lại cái lời nói của anh pha lợt lắm. Nhắc nhác. Với lại cái em thấy cái nét mắt kiến là cái nét có chủ nè. Là giống em á hả? Không, mắt kiến có chồng, mắt kiến em không chồng. Cũng có chủ rồi, tại chủ lấy chồng rồi. Tại vì em thấy cái nét của anh này á, nó cái nét dễ gần. Mà đàn ông à, có nghĩa rằng là nói về nhan sắc nha, anh không phải là xuất chúng, mà nó gọi là cái nét dễ gần, dễ nhìn. Và những người dễ gần dễ nhìn á, rất là dễ tìm được đối phương của mình. Mà càng nhìn càng thấy dễ thương. Cái thú vị ấy, cái sự thú vị mà Phương thích nhất ở bạn ấy đó là cái sự thú vị. Thú vị mà bà làm thú vị. Nó chịu không ăn tương nuốt sống người ta. Xúc gì vậy? Thì từ nãy tới giờ đây mới là người đàn ông đầu tiên mà Phương cảm thấy đúng không? Nãy giờ là người thì biết Phương là bảo hứng không thú rồi nhưng mà mình kìm hãm lại chút xíu. Ừ. Đại khái là tốt hơn để kèm nếm bạn có một cái khó chứ. Có một cái nó đây là kiểu... Đây em chia sẻ kinh nghiệm của em. Nó rất là đàn ông mà nó có một cái sự đáng yêu ở cái chỗ là đàn ông thông minh và họ mệt quá. Ôi trời. Họ cố gắng không có sự duyên dáng của mình ra.
họ biết cách là làm như thế nào, nhưng mà nó không kiểu ngọt miệng mà chỉ là lời miệng không, mà nó thật sự là một cái rất đáng yêu và duyên lầm. Cái sự ngây ngô. Ừ, sự không bạn ấy thông minh đến cái mức mà nhìn sự ngây ngô đấy, nhưng bạn rất thông minh mà không thông minh, nhưng mà nó có trọng tâm đúng không? Mình không thể hiện ra được hết sự thông minh đó. Lời nó sự ngây ngô, nó dễ thương. Đâu có, bạn ấy đầy đủ lực trọng tâm. Lực và tâm bạn ấy có hết. Chị thấy cái này bạn ấy có hết tất cả mọi thứ. Bạn ấy thể hiện ra, bạn ấy tự nghĩ ra, bạn còn là giám đốc của một công ty. Bạn ấy vừa thông minh, bạn ấy vừa có quyền lực, bạn ấy vừa... Phương, lát mình nói tiếp. Bình tĩnh lại. Nuốt nước miếng, bình tĩnh lại. Tại nãy giờ mới là người đàn ông. Hít thở sâu. Người đàn ông đầu tiên. Nhả nó ra, hiểu người đàn ông đầu tiên. Nhả nó ra. Bạn sẽ ổn thôi. Không được nói tiếp. Hết giờ rồi. Thôi nhắm mắt đi. Nói liền cho nó nữa. Thôi, để em nói nè. Hình như đúng rồi, như mọi người nói thì hình như cũng là cái cuộc tuyết lém lỉnh đó. Tức là hơi không nói gì nhưng mà liếc liếc xong cười thích pha trò. Không biết có phải rằng là bạn ý có đối tượng rồi hay không? Có, cái người quay là đối tượng đó. Đấy. Anh không làm được làm duyên dáng nha. Anh duyên dáng là tức anh là anh chết với tôi. Đó, nói gì đó ai dám bùng. Có thể là chị Phương thấy nó rất vui, rất cười. Không, nhưng mà chị thấy tổng thể cái sự duyên dáng mà đàn ông mà rất hợp với bạn ý. Em nghe chị đi. Em nghĩ là có thể làm được vui hơn nữa. Thì em nghĩ rằng là cái vui hơn nữa đã dành cho người khác rồi. Rồi, ok. Đó là... nên là mau. Theo em là nút đỏ YouTube đó. Rồi, ok. Rồi, sao? Cái này là em có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của em khi mà em tiếp xúc với lại các anh cũng gần giống như anh này. Tại vì xung quanh em cũng làm nghề sản xuất nào quay phim, nào là dựng phim, mà đa phần các anh đó đều có gia đình hoặc là đã có đối tượng rồi, mà cùng thích cái đó, cái giúp đúng cho rồi nhau em nhìn còn cái lẽ thấy cái gu đó liền luôn á, cho nên em nghĩ là đã có chủ. Ừ, cũng thấy có chủ, nhưng mà thôi, mình thôi theo tiếng lòng của mình bảo bạn ấy độc thân. Ok, you. Em giơ lên từ đầu luôn á, anh giơ cái nút cút trẻ trẻ, em xin cái nút đó. À, chị cầm nhầm à? Dạ không, xin cái đỏ. Tự nhiên cô ta dạ, cái máy cô ta rồi cái. Thưa quý vị, anh ấy có chủ hay chưa? Mời quý vị. Cô 16. Rồi, người cuối cùng. Chào em, anh là Minh Luân. Hiện tại anh đang là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Ngày nay đòi hỏi anh phải sống trong một môi trường văn hóa đa dạng. Chính vì thế đã rèn luyện trong con người anh với 4 tính cách: tính cảnh sát, biết tất cả, máy móc và chủ nhà. Bên cạnh đó, nghề này còn cho anh một công việc mới, đó chính là MC sự kiện mỗi khi mà anh không có tour. Xinh nha. Rất xinh trai. Nếu em thích một chàng trai tràn đầy năng lượng, luôn giúp em cười, hoạt bát, nhanh nhẹn và năng động, thì anh chính là mỗi người lý tưởng mà em đang tìm kiếm. Anh thích gym và hiện bây giờ đang cố gắng trở thành một PT chuyên nghiệp. Không chỉ làm cho bản thân mình đẹp mà anh còn muốn đem lại một vóc dáng đẹp cho người khác. Nếu em về chung một nhà với anh thì em chắc chắn sẽ có một vóc dáng đẹp nhất trên thế gian này. Người ta nói yêu một thành phố trời không ơi, phải Phương chỉ vì ơi, thành Phương phố đó đẹp mà vì thành phố đó đang có ai. Cũng như hôm nay anh đến đây thở, không thở, phải thở, vì thành phố mà anh sẽ cố trở thành người em thương. Chọn anh nhé. Nóng quá, nóng quá. Thở, hít sâu. Thế hít sâu, thở nhẹ ra. Em có tắt mồ hôi không chị? Chị toát hết từ trên xuống dưới. Alo, anh có đến nhà tập gym không? Chết rồi, sao thế này? Quá trời. Đem về nhà tập. Trời ơi, nhìn bên ngoài không đoán được đâu nhá. Nhìn cái vai như cái mâm cơm như để cơm lên trên 12 chén còn dư chỗ. Đúng rồi. Xuất sắc thiệt. Mà rất là con người cũng rất là cởi mở nha, hướng ngoại nha. Đầy năng lượng. Quan trọng nè, nụ cười dễ thương quá. Dễ thương cái quá. Cái nụ cười nhìn thân thiện, cười cái ta thích liền vậy đó. Mắt cũng cười nữa. Cái này là dắt cái dạng dắt về gia đình nè. Đây ba mẹ, đây bạn trai con. Cười cái trời ơi, lấy liền bắt để. Cái mặt có duyên. Cái mà nhìn ủa, là đây cảm tình luôn ý. Ấm áp được. Ủa sao em đi tập gym em không thấy anh? Em không thấy anh luôn á. Em muốn gì ở người ta? Em muốn gì ở người ta? Thấy người ta anh chị? Tại vì em có tập gym ngay cái chỗ mà anh làm. Ủa nãy có giới thiệu mà. Ở đâu? City gym đó.
chắc có địa chỉ đó, cái trục chi nhánh. À, làm chi nhánh nào? Không, đừng nói em. Không, nhưng mà bây giờ nè, cái bạn thứ hai cười lên luôn coi. Trong hai ngày này ra sao có tướng phu thê vậy ta? Trời ơi, thiệt á. Ha ha. Ai? Trời ơi. Hai bạn, bạn thứ hai này. Bạn thứ hai này cũng rất là chuyên môn nha. Này. Trời ơi, nấu một hồi tôi đi đường quyền bây giờ. Để yên đó. Người ta đang đàn ông phương phi, để yên đó cho không, ta. Không, không, để che lại xem đúng là. Thôi. Tướng phu thê hai người này nè. Chị nè, chị thấy bên đây múp múp cơ cơ không? Nhiều khi đỡ tạ cho nhau đó. Đó, đỡ tạ cho nhau. Mặt cười giống nhau lắm. Cái lông mày nó kìa, nhìn đi. Đang tìm cơ hội hay sao? Thôi chết rồi. Khoan, thôi chết rồi. Chết rồi. Hai đôi giày cũng giống nữa kìa mấy anh chị ơi. Một bên thì tập gym nè, tạ nặng nè, bên kia bán bảo hiểm cho khách hàng liền. Chết rồi, xong rồi. Thành ơi. Trời ơi, tôi lo quá vậy ta. Giống quá vậy trời. Em tin chị đi, một người đàn ông thật thụ đấy. Em đừng để trao đảo, bởi vì những người này cũng đang dòm ngó, bạn này đang rất thích. Đúng rồi em. Nên là đang nói để cho em. Chị, đừng có chê bụng ta ra bụng người như vậy. Dạ đúng rồi. Tối nãy giờ tôi thấy cái người thở nhiều nhất là bà đó. Tức thì, đó là phản xạ tự nhiên, phản ứng tức thì thôi. Mà nó không thể nào mà phản xạ dữ gì được. Em có cái cảm giác là anh này độc thân nha. Có nha, nhưng mà công nhận nha, cái màu sắc của chàng trai này nó khác. Tại vì giữa một cái vựa hải sản như vậy thì nổi lên một chú bò tót nha. Cái gì bò tót? Tức là cái rất đây là bò cô bê. Không, bò này là bò sống mà lành mạnh. Bò này bò lâu năm nha. Ủa, bò lâu năm. Bò lâu năm. Bò lâu năm. Anh cứ biết là có bò cô bê nghe nó sang trọng. Ở nước ngoài họ rất hay bán những cái thịt lâu năm, mà càng lâu năm thì càng đắt. Nhà có livestream nhiều lắm phải không vậy? Bò tót nha, bò tót nha hả? Bò tót nha, bò lâu năm nha. Rồi nha, tập gym nha, tập gym nha. Qua nhà tập gym nha lô. Rồi nha, độc thân nha. Với cái kinh nghiệm mà em đi tập gym á, những cái chỗ mà anh này làm là có nhiều PT lắm. Mà mấy ông PT đó ông rất là nhiều trò luôn. Và đa phần là trai thẳng nha. Nhưng mà trò gì? Chọc ghẹo em lắm. Ồ vậy hả? Trời ơi, em cũng là cái đối tượng được chọc ghẹo hả? chọc gì nè, giống như là em đang cặp tạ đi, cặp tạ quăng cái lợi lụm đi em. Vậy là vui lắm á. Là cái mặt em là bắt đi lụm tạ vậy thôi đó hả? Kỳ vậy. Thôi, tôi không chịu gì, tôi không chịu đâu. Không chịu đâu. Đâu, cái là bài tập của em á, chạy tới lụm xong chạy về. Nhưng mà ai mà cầm cái tạ mà quăng rồi biểu lụm về? Tao không. Anh không tập nên anh mới mập đó. Đúng rồi. Xin lỗi em. Em gầm của cơ tôi với cơ em, cơ nào nhiều hơn mà em nói. Anh có cơ mà mở đó bao cơ anh hết rồi. Chị nói thật với em nhá, đây là người mà từ nãy tới giờ chị thấy rất là hay luôn ý. Bạn ấy vừa nãy có giờ ai bảo thấy hay đó. Số 4 mà nấu y thinh vậy đó. Cho mọi người thấy biểu cảm và những lời nói của Lan Phương về số 4. Đây. Mà càng nhìn càng thấy dễ thương, thú vị ý. Nó rất là đàn ông mà nó có một cái sự đáng yêu ở cái chỗ là đàn ông thông minh và họ mệt cũng. Thấy chưa? Quý vị nghe lại những lời nói Lan Phương mới nói gì số 5. Trời ơi, tôi cuộn lên. Mắt cũng cười nữa. Mặt đầy cảm tình luôn ý. Em tin chị đi, một người đàn ông thật thụ đấy. Thấy chưa? Ai cũng nói gì? Nói chung là bây giờ là chị thấy là không trả lời được. Để cho không, cái màu đi. Không nói chuyện được là tớ bơ luôn. Đây là cái người hay ở cái chỗ là đầu óc cũng rất là quảng giao nhá, rộng nhá. Xong lại còn thêm được cái vụ như thế này thì chị thề với em là chị đời chị chưa bao giờ gặp người nào mà đến chưa như bao giờ thế. Gặp cái này. Chưa bao giờ mà gặp gỡ như thế này. Còn cao ráo nữa, người ta còn nói cao ráo đúng không? Người ta còn đi khắp nơi trên thế giới. Cái gu Phương là phải là mâm xôi mâm chè vậy đó hả? Cái cơ nó to nhưng mà cái não người ta cũng to. Màu gì? Màu xanh. Thì dơ bản thôi chứ nói gì cái dai ta hoài vậy. Em hy vọng là cũng màu xanh để thêm một cơ hội cho bạn nữ. Thì bạn ấy từ hướng dẫn du lịch là cũng để trau dồi bản thân nè. Bạn ấy thích thể hình chứ không, bạn ấy không phải tập cho vui không, mà bạn ấy nói là muốn tập để trở thành một PT chuyên nghiệp nữa. Có nghĩa là cái sự phát triển sự nghiệp trong đầu bạn ấy rất là tốt và tận dụng thời gian rất là tốt. Người đàn ông có chí hướng. Dạ đúng rồi. Và nếu mà dành nhiều thời gian phát triển bản thân như vậy thì em nghĩ là tính tới giờ bạn ấy chắc vẫn chưa có thời gian tìm hiểu một ai đó. Chính xác. Và đây là lúc tăng 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 tăng. Thấy người ta nói chuyện không, nhẹ nhàng đỉnh đạt chứ không có cào cấu như mấy cái người này, nào là tập tạ, nào là này nọ. Người ta phân tách nó phải như vậy nè. Em nghe là nghe những con người mà cái tâm lý người ta ổn định vậy nè em. Em thấy như vậy chương trình mày em nó mới màu sắc gì, tâm lý hiểu không? Em đang rất là bình ổn ở đây ở đây có mọi người là đó. Thấy chương trình vậy nó mới màu sắc anh. Nó mới một có nhiều mình cung, em một thôi là quá nhiều nhau. Màu trên cái cơ thể của em rồi thành em chỉ ra. Đúng có một màu là chiếu thôi. Thưa quý vị, hãy bình chọn. Từ nãy giờ là năm chàng trai chúng ta đã tìm hiểu.
Và bây giờ đến lúc em phải lựa chọn một chàng trai em cho là không phù hợp nhất với mình. Và anh ta sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Mời em. Em thực sự em rất là bối rối, tại vì là năm anh đều có những điểm em thích. Và em xin phép được loại một chàng trai. Nữ chính Thanh Tâm sẽ đưa ra quyết định như thế nào ở vòng đầu tiên? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là và em xin phép được loại một chàng trai. Anh Phong ạ. Cảm ơn các bạn. See you later. Em cho anh hỏi là vì sao em chọn anh ta? Em có cảm giác như là anh ấy có một cái chút gì đó chưa phù hợp với em thôi. Vậy thì theo em anh ấy màu gì? Em nghĩ là anh ấy màu tím. Xin mời các giám khảo chúng ta chốt màu lại ạ. Mời các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại bạn Quốc Phong. Lật lại. Chắc chưa? Lật thêm lần nữa cái hết hồn. Lật cái nữa coi. Lật cái nữa là tím hơn đó. Chào em là ai? Lời đầu tiên xin cho em gửi lời tới bạn nữ chính ngày hôm nay và toàn thể các anh chị cũng như dàn khách mời và mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thật ra thì hồi nãy em có nghe chị Hương Giang hay là một số người có hỏi về cái giọng của em á, tại sao như vậy. Thì hồi nhỏ em bị cắt avidan, cho nên nó ảnh hưởng cái giọng của em đến bây giờ luôn. Em chỉnh hoài cũng không có được. Nhưng mà ở đây nói hiện tại nghe nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên. Tại nghe nó rất là dễ. Vì sao em đến với chương trình? Em đến với chương trình thì ngày hôm nay em sẽ có hai nguyên do.
Đầu tiên là một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Chắc có lẽ là lời cảm ơn thì em sẽ nói trước, vì cuộc đời em đánh dấu bước ngoặt 5 năm, những lúc mà em tồi tệ nhất trong cuộc sống. Công việc không có, mình xấu xí. Hồi xưa em có gầy lắm, không có đi gym như bây giờ đâu. Rồi tất cả mọi thứ đều rất là tồi tệ, nhưng có một bàn tay giang ra vực em từ một cái vực sâu thẳm nhất. Người ta luôn cho em những lời động viên. Thì trong vòng 1.5 năm, họ có ngỏ lời chính thức. Mà tại vì thời điểm đó thì gia đình em cũng không muốn show ra bản thân của em, và người ta cũng như vậy. 1 năm tiếp theo hai người chính thức quen thì xảy ra tai nạn. Người đó vĩnh viễn mất. Chắc có lẽ đây là một cái kết không happy đối với em. Một người mình yêu thương nhất, quan tâm mình hàng ngày, lại mất cho một vụ tai nạn. Và đêm đó là cái đêm đáng lẽ là hai người hẹn nhau để đi chơi. Khi em nghe cái tin đó, cái tâm trạng em thế nào? Thật sự cái đêm đó em nói thiệt, lòng em như lửa đốt á. Em nhắn tin, em gọi điện thoại, không nghe. Em vẫn đợi cho đến lúc 12 giờ mấy gần 1 giờ. Em vẫn gọi, cố gắng gọi, nhưng chỉ là một tiếng chuông. Cho đến khi lúc 4 giờ rưỡi sáng, một cuộc điện thoại từ một người bạn báo em là anh đó đã mất rồi. Cảm xúc lúc đó khi em bật dậy liền. Em bật dậy ngay tại chỗ, và lúc đó mình không kịp nói những lời khi anh ấy còn sống. Em có nhìn thấy anh ta được lần cuối không? Cái lúc về hôm sau thì trên gương mặt tất cả em đã không còn nguyên vẹn. Lúc đó là em với anh ấy đã có tình cảm sâu đậm chưa? Hay là chỉ mới bắt đầu thôi? Lúc mà 1.5 năm sau đó thì em bắt đầu thương họ nhiều hơn. Mình dùng lý trí để mình thương họ, và dùng con tim để mình cảm nhận. Và thật sự là sau cái thời gian đó em gần như hoàn toàn sụp đổ. Em sụp đổ hoàn toàn bởi vì người ta thương đến cái mức mà mọi người sẽ không tưởng tượng được, là giúp từ cái ăn, cái mà để em như bây giờ. Và chính có lẽ là người ấy là ai? Khi mà em đăng ký trước đó 2 lần rồi, chắc có lẽ đây là chính là cái lần số 3 quá tam ba bậc để em có thể nói một lời cảm ơn với người đó. Một lời cảm ơn chân thành nhất có thể. Và cái lời xin lỗi mà em muốn gửi đến ngày hôm nay, nó chính là việc em come out. Hiện bây giờ gia đình em, mẹ em vẫn chưa biết, nhưng em nghĩ là mẹ em đã biết 50-50. Em xin lỗi vì điều gì? Em xin lỗi bởi vì em không hoàn thành đúng trách nhiệm là một người con. Em không thể cho ba mẹ một gia đình với nhiều con cái, con cháu nhiều hơn. Và em cảm thấy tự dằn vặt bản thân mình. Em chỉ nói với tự nhủ là ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, mình cũng sẽ thành công. Để thứ nhất cho gia đình và người thân của mình sẽ bớt hoài nghi về cái vấn đề của mình hiện tại. Em nghĩ họ sẽ đón nhận điều này như thế nào? Chắc có lẽ là mẹ sẽ buồn. Nhưng mà một người mẹ, một người chân thành thì họ luôn cảm nhận. Và chính lời con của mình nói trực tiếp với mình. Nhưng đây chính là cái cơ hội để em nói lên cái tiếng lòng của em. Và em mong những ai mà phụ huynh hay gia đình đang có con là cộng đồng LGBT, hãy thông cảm, hãy chia sẻ và họ cho họ một cái bước đường mới trong cuộc sống, để từ đó họ sẽ thấy được giá trị bản thân của mình như thế nào. Cái người bạn mà giúp cho em có ngày hôm nay, qua cái lời kể của em, chắc có lẽ là ngay từ đầu em không có thích anh ta đúng không? Ngay từ đầu thì họ đến với em không hề biết đấy là vì một tình thương, một tình yêu. Họ chỉ biết giúp và họ chia sẻ với em. Và vô tình hôm đó là chỉ đăng một cái status bình thường thôi, và họ đã inbox và tâm sự nhiều hơn so với mọi ngày. Và từ lúc đó thì bản thân của em, cuộc đời của em dần biến đổi nhiều hơn. Thật sự hồi đó em mập lắm, xấu lắm. Nhưng mà chính vì họ động viên em làm cái ngành mà quan hệ khách hàng, em phải thay đổi bản thân để khách hàng sẽ đến với em nhiều hơn, và cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Không những về sau này, nếu như em không còn quen anh hay không, em không còn thích anh nữa, thì với diện mạo này thì em sẽ phát triển nhiều hơn. Chúng ta thường sẽ không bao giờ phải yêu một người vì họ quá tốt với mình. Cái điều đó nó xảy ra khi mà nó lâu quá, và nhiều khi tốt quá thì nó cảm hóa mình nhất thời. Em có nghĩ là nếu anh ấy không phải gặp cái vụ tai nạn đó,
Nếu anh ấy tiếp tục sống với em có nghĩ là em sẽ yêu anh ấy không? Suy nghĩ cho kỹ. Giữa cái việc mà mình bị cảm hóa bởi một tình thương, mình chấp nhận sống với người ta, và cái chuyện mình sẽ yêu người ta là hai chuyện khác nhau. Em thử suy nghĩ cái nếu như có thì có không? Nếu mà cho em lựa chọn một lần nữa để em bước tiếp và để yêu một người, em sẽ chọn lại người đầu tiên, chính là anh ấy. Bởi vì em nghĩ là không có ai đủ can đảm. Hồi đó em ương ngạnh lắm. Và em không hoàn hảo, và em đang cố gắng làm cho bản thân mình hoàn hảo thêm mỗi ngày, để chỉ nói với người ta là một câu là em đã làm được, và em làm còn rất nhiều hơn nữa. Đúng là anh ấy đáng đi cảm ơn thật ấy. Anh ấy thay đổi em quá nhiều. Câu chuyện của em, người đã ra đi thì sẽ ra đi, nhưng mà cái mà điều mà chị quý em là em đã giữ lại được những gì tốt nhất khi người ta để lại trong cuộc đời này. Và nếu như em biến những điều mà họ mang đến, những điều tốt đẹp cho em ấy, để giúp cho con người em tốt hơn, hoàn thiện hơn, để em trân trọng bản thân mình nhiều hơn, thì chị nghĩ đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất. Còn những cái nỗi buồn, những cái giọt nước mắt thì thật sự không thể mang họ lại được. Nhưng mà chị thấy rõ ràng là em đã tự tin hơn, em đã có được những điều đó, thì hãy coi như đó là một cái giai đoạn quá đẹp trong cuộc đời, một cái kỷ niệm, những cái bài học. Và chị tin rằng là người đó nghe được lời cảm ơn của em không phải chỉ là ngày hôm nay, mà kể từ hồi mà hai người ở bên cạnh với nhau. Chỉ có điều tất cả chúng ta có lẽ Phương nghĩ là rút ra được một bài học từ câu chuyện của bạn. Đó là chúng ta hãy nói lời cảm ơn bất cứ khi nào chúng ta có thể, vì không bao giờ biết được rằng là một ngày nào đó chúng ta không còn được bên cạnh người kia nữa. Nên hãy nói lời yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng nhân tiện là cho em xin cảm ơn anh đã giúp em. Nếu như không có anh thì chắc chắn sẽ không có em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Cảm ơn câu chuyện của em. Anh chúc cho em sẽ luôn luôn là phiên bản tốt nhất của mình, để đúng với cái công sức của anh ấy đã bỏ ra. Và anh nghĩ rằng là người ta đã làm rất là nhiều điều để mình tốt nhất, thì mỗi khi em nhớ về anh ấy là lúc đó em thấy em tốt đẹp hơn. Em chào anh Phong, em có thể ôm anh một cái được không ạ? Anh cố lên nhá. Cảm ơn. Anh biết câu chuyện của em là 7 năm. 7 năm không phải là một cái quá trình, mà chính là cái thời gian để thứ nhất em trau dồi lại, em phải xinh đẹp hơn, giống như Hương Giang với anh Chính Thành đã nói. Em phải xinh đẹp hơn, em phải lộng lẫy hơn, em như một viên đá kim cương để ai cũng phải thèm và ai cũng phải muốn sở hữu em. It's what you do. Cảm ơn lời nhắn gửi dễ thương đó. Không mà đúng đấy em ạ. Chúng ta tự phải biết biến bản thân mình thành phiên bản hoàn hảo nhất trước khi chúng ta đến với cái tình yêu đẹp nhất trong đời mình. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Thưa quý vị, chúng ta còn 4 chàng trai và câu chuyện sẽ được tiếp diễn sau vài phút giây lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Đây sẽ là vòng 2, nơi mà các chàng trai sẽ lộ ra một số chân tướng. Chúng tôi có một trò chơi nho nhỏ mới vừa sáng chế ra thôi. Tôi gọi nó là trò bartender. Thưa quý vị, mỗi một bạn nam sẽ được phát cho một cái cốc như này, giống như bartender đi phục vụ nước cho khách ha. Thì ban cố vấn của chúng tôi cũng sẽ lên để gây khó dễ cho các bạn. Và chỉ trong vỏn vẹn cái diện tích này thôi, chúng ta phải làm sao để hất đổ được cái cốc của đối phương. Và cái người giữ được cốc thì dĩ nhiên là thắng. Nhưng mà mục đích quan trọng hơn không phải là giữ cái ly, mà là để cho chúng tôi coi những cái cách di chuyển, cách đi đường quyền của các bạn. Để coi nó như thế nào. Vâng, hôm nay Lan Phương tham gia chương trình lần đầu tiên đúng không? Ừ.
cho bạn trước đấy, ưu tiên đấy. Phương làm gì? Phương chọn một anh nào để Phương đấu đi. Đấy, đây là đấy, mở đường đấy. Từ nãy giờ đang thấy hùng hục rồi, bây giờ là thấy mở đường đấy. Bây giờ để xem nhá. Phương sẽ chọn bạn Steven với lại bạn... Một thôi. À, chỉ một người là à? Đấu với Phương ấy. À, thì... Là đấu với chị đấy. Ồ, thật sự. Chứ nghĩa là Phương lên với một người á? À? Chứ gì nữa. Trúng số rồi chị ơi. Chơi như thế nào? Phương lên đấu với người ta, dĩ nhiên là người ta phải chấp Phương một cái gì đấy, hiểu chưa? Để hất cốc của nhau đấy, hiểu không? Phương cầm một cái cốc xong rồi Phương cùng với làm sao? Là có ai rớt đạp đổ người kia? Ừ, người ta cầm một tay, Phương được cầm hai tay. Em tưởng là bây giờ mình ngồi đây mình chọn hai người xong đấu vật cho mình xem mới hay chứ. Không, không, phải Phương lên, Phương thích va chạm với anh nào kiểu đấy đấy, ừ. Thế tôi chọn anh yếu ớt nhất rồi. Ừ, ai? Nào lúc lấy cảm xúc với ai thì chọn người đấy nào. Eo cứ nhìn đi chọn lợn quán, đi. Chọn thịt ở ngoài chợ, gờ bóp y như đi mua thịt nạc á. Bóp cái cục nào ngon nữa. Hai người này có vẻ mềm. Mềm quá. Steven, ok. Cái gu của Lan Phương là tay. Không phải. Cái gu của Lan Phương là tay. Không phải. Cái gu bởi vì nãy giờ là Phương nói với Lập là đây là người làm cho Phương đau tim nhất. Tại vì Phương và Lập là người duy nhất chọn màu tím cho bạn ý. Nhưng mà Phương đang rất là băn khoăn không biết bạn ấy có thật sự màu tím hay không. Cô băn khoăn với cả số 4 và số 5 cô ạ. Đây là hai người đàn ông tích cực rồi. Phương không bàn cãi. Okay, còn đây là Phương chọn màu tím. Rồi. Bây giờ Phương có bỏ quốc ra không? Bỏ quốc ra để dáng xấu. Đèo, cái gì cũng chọn, cái gì cũng muốn. Cái gì cũng muốn, đúng phụ nữ. Đi vào đây. Đúng là phụ nữ. Đi vào đây. Phương được cầm hai tay. À. Phụ nữ mà, được chưa? À. Anh này một tay thôi, anh được một tay, tay kia để sau lưng. Đấy. Phương bỏ giày chứ. Đấy, đúng, bỏ giày. Bây giờ lại bỏ giày. Chúng ta sẽ dùng vai thôi, dùng cái vai để tìm dùng chân được không? Không, không, dùng chân nhá. Vai thôi nhá, dùng cái vai này để hất thôi, hất nhau thôi và đẩy nhau rồi. Lấy vai đỡ, đỡ lại nhau thôi. Chúng ta không dùng chân nha. Cố gắng lên nha, Phương cố gắng lên nha. Lo múa quá, họ nó rớt rước bây giờ đó. 1, 2, 3. Cái gì mà ép người ta dữ vậy? Đấy, đúng rồi đấy. Không chơi chân, không chơi chân. Chơi gì mà xấu tính quá vậy? Chơi chết chưa? Bà nói là người ta không chơi chân mà ra, bà đi đường nguy hiểm. Ta không xin cái văn của cái mâm của người ta à? Phương đang chơi rất là fair play, rất là công bằng. Mà chơi như thế này thì mình phải làm lại chứ. Phương ạ, dã man. Đúng không? Mình phải công bằng chứ. Bạn đi phá luật trước. Rồi tôi được rồi, cảm ơn Phương. Rồi. Chúng ta quan sát là thấy rồi đúng không? Thấy hết rồi ha. Bây giờ tới Huỳnh Lập nha. Mời em. Hồi nãy lúc mà chị cởi đôi guốc chị ra đó, là canh thứ tư anh tới anh sắp guốc chị. Thế hả? Rất là ga lăng. Anh bác sĩ á? Không, anh thứ tư là bên này đi. Ôi, tính từ bên này qua. Đúng, bởi vậy nãy giờ mình khen. Ga lăng lắm đúng không? Cái đó là cái hành động của mấy cái người PT ta hay tập gym. Lịch sự lắm. Hay gài tạ được cho người ta tập đó, hiểu không? Gắn tạ được. Cái sự ngăn nắp đó là quy định của phòng gym. Tại vì thì cuối đó. Buổi mà ai không sắp xếp tạ lại cái là bị phạt. Trừ lương. Nói cho cố là cũng muốn chọn người ta đi. Không, không có chọn ảnh đâu. Bây giờ mắt kiến chọn mắt kiến đi chứ còn đợi gì nữa. Không, em chọn anh bác sĩ. Bác sĩ ư? Khoan nha, từ từ. Lập, anh xin lỗi em. Tại vì tôi thấy là gì nè, Lập nó không có cám dỗ, nó không có cái khả năng cám dỗ. Đúng, không chết. Giang, lên em. Đấy. Lên chết ảnh cho em chị. Phải cho cái đứa nào mà nó có khả năng quyến rũ. Vẫn là chỉ có Trấn Thành hiểu Hương Giang thôi. Nói chung là đang người ta đã mặc cái váy trắng là phải hiểu rồi. Em là nuôi y tá nè. Quá trời bà. Ồ, Tommy hả? Wow. Tém lại nè. Nào, đừng nói nữa, vào đi. Vào đi. Hãy bắt lấy cô y tá này đi, bắt lấy đi. Mà làm gì đấu bò á. Trận đấu bắt đầu. Nên nã lại. Đấy, bảo nền nã quá, người ta đứng im. Không biết làm cái gì. Huyết đi.
gì vậy trời? Khoan khoan khoan, tắt nhạc, tắt nhạc, tắt nhạc. Hả? Đi coi phim hẹn nhau hả? Em sợ chị đi đâu. Đau thiệt chứ bộ. À, chừng này còn lâu không? Em ra ngoài ăn trưa cái em quay lại. Thiệt á chứ. Đau gì mà. Không. Dạ kìa. Thôi được rồi, bây giờ đừng có để cho mọi người cười chúng mình đi. Giờ làm mạnh hơn nha. Nha. Âm nhạc. Ok. Todos estamos bien aquí. Trời ơi, mạnh quá. Trời đất ơi, bà lấy đà sao bà tới nơi cái bà A như cũ. Thôi tự nhiên ai thua thì rơi cái này nha. Ừ. Trời đất ơi trời. 1, 2, 3. Thua rồi đó. Trời ơi, cái bán này hay quá, em mới hấp dẫn quá anh ơi. Trời ơi, em câu cảm động mà em rớt cả nước mắt luôn á. Hay quá. Trời ơi. Em coi cái tiểu phẩm này em bồi hồi em xúc động. Em rơi lệ luôn á. Nè. Cái dạng bác sĩ này là cái dạng bác sĩ sẽ mỗi lần mà chích cho bệnh nhân là phải chích gì nè. Em muốn chích vào đâu? Hiểu không? Hiểu không? Là cái dạng này nè. Cũng ghê lắm nha phải không đó. Còn bà đó, bà là bệnh nhân mà không muốn chích nhiều chỗ đó là bà đó. Thôi bác sĩ nào không có được. Chiều bệnh nhân quá. Chiều bệnh nhân quá không có được. Thôi mệt quá rồi, đấu một trận ra hồn đi. Vật cổ chị Giang ra, vật ra. Đè bà xuống. Đúng, đè em xuống đi, đè đi. Giờ mạnh nha, không có sợ đau nha, không có đau nha. Mạnh nha. Cho cái nhạc nó mạnh đi thì nó mới máu. Bình tĩnh, đừng có nói gì nó kích lên nó chết á. Rồi giờ mạnh đi. 2, 3. Ê, tắt ê. Cho mọi người đi ăn trưa đi anh. Cái này mà mở cái bài Qua Cầu Gió Bay là dính luôn nè. Yêu nhau à, cởi áo ôi à, cho nhau đó. Hai bà múa hoạt cảnh hả? Tức á, em coi mẹ em tức á. Em coi mẹ em tức á, tức á. Lắp lên. Nãy giờ cảm động, bây giờ đã tức rồi cái kiểu. Để cái lên, đi đường quyền vậy nè. Đi đường quyền vậy nè. Quá trời mấy người rồi. Không, bây giờ xong đầu đi, đủ đôi đi, hai rồi, hai đứa người luôn đi. Không, để yên đó, em con người em tham vừa thôi. Quá trời à. Kỳ quá. Em một menu thôi. Chơi. Lập ơi, cố lên. Ê, nó nghe nè, hai đứa mới xin việc vô công ty hả? Anh, cái đó gọi là chiến thuật. Nói người ta tới bà lên bà cũng ní đừng. Cái đó là chiến thuật, mình phải tiếp cận đối phương. Khi mà mình tiếp cận đối phương rồi mình cẩy nhẹ cái ủa, cẩy nhẹ cái ủa. Hay vậy ta. Bây giờ nè, nam được quyền dùng tay. Chơi. Lâm được quyền dùng tay luôn. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nè, dối nè. Dối y như mấy đứa nhỏ học dối. Không, em thấy cuộc thi này không công bằng. Không công bằng ở chiều cao. Không công bằng một miếng nào hết. Anh Giang ra đi chơi lại. Thôi em. Để chương trình yên em. Nói chung là không có trên đời, không có cái gì công bằng cho nên đi về đi. Cho cơ hội đó mà không biết dối tới, thôi tôi đi về đi. Cái anh bác sĩ này là trai thẳng chắc luôn. Để vô đi cưng, cảm ơn em. Thẳng băng. Thằng đó. Thẳng. Chứ không thẳng là nhường tôi rồi. Không thẳng cũng chưa chắc nhường em đâu. Nhìn cái mặt nhiều khi không ưa nó cũng hất luôn. Thôi, mặt em dễ thương đến như vậy cơ mà. Tới bây giờ chỉ có mình em nghĩ vậy thôi đó. Vậy cơ mà. Bây giờ nè, tôi mệt mỏi quá. Mấy anh chị thi đấu nhiệt tình xí. Cho khách mời người ta còn nhìn người ta thấy á. Mấy anh chị lên, mấy anh chị cứ ngồi cưa cẩm nhau. Mấy anh chị ớ. Mấy anh chị ớ. Xong rồi ngồi chào. Mà xe. Kiều. Thời em tới. Lên đi Kiều. Lên em. Thời tới anh. Lên. Thời tới thôi thôi. Anh để hàng tuyển lời cho em đó. Cao bồi nha. Thấy cao bồi tới nơi. Bước lên là thấy cao bồi. Cao bồi nha. Chết rồi, hai anh còn lại cao quá anh ơi. Anh nghĩ chắc em khoái tập gym đồ hả? Dạ cũng có tập sơ sơ rồi anh. Kêu thầy về tập chung em. Trời ơi, anh tháo vét nữa. Em được hai tay.
nhưng không được nhịn, cầm giữ đó bằng hai tay thôi. Ờ đó, vậy đó, đúng rồi. Rồi chuẩn bị bắt đầu. Tựa vai vào nhau đi nào. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Anh, cái này giống múa đèn á anh. Trời ơi trời, giống múa mâm á. Tạt đây. Để cái nhạc nó tưởng Lương Sơn Bá chúng mình này. Trời ơi trời, cái gì vậy? Ghiêu ghiêu ghiêu, làm động tác nữa nè, nó là ra múa mâm luôn. Không đủ kinh nghiệm. Cũng bên phe xàm nha. Xàm nha. Xàm nha, nãy giờ cười cười rồi bây giờ nhạc lên cái bắt đầu thấy người ta diễn cái vui vui là nhạc. Duyên nha, duyên nha. Duyên nha, mà cái mặt ghê lắm, cái mặt. Mặt diễn theo mặt diễn nha. Có mà, anh nói làm MC event này nọ là chắc chắn cũng phải có chiêu trò. Cái phe xàm nha, từ từ. Tôi thấy có tiềm năng đó nha. Nãy giờ chưa thấy cuộc chiến nào được như cuộc chiến của Phương. Chiến đi em. Trời ơi, tôi chết rồi. Kìa, kìa. Qua luôn cái quạt với ông rồi. Đi đường quyền kìa. Túy quyền đi. Ngã nghiêng đưa đẩy nhau đi. Trời đất ơi, là trời thiệt á. Hay lắm. Hay lắm nha. Biết đưa, biết đẩy. Biết đẩy, để điểm kết thúc nữa. Nhịp nhàng có hết nha. Ngon à, được, cảm ơn hai em. Ủa sao ba trận đấu có trận nào kịch tính hết vậy chị? Trận của chị. Kịch tính không? Trận của chị đạp cho một phát. Thôi chị gian gian thấy mồ. Giờ trận này kịch tính nè. Mà kiến ra cưng, để anh tiếp em. Round one. Lady and gentlemen. Và bây giờ là một trận đấu thế kỷ giữa hai gentlemen. Và trận đấu bắt đầu. Anh cũng đâu có khác người ta đâu anh. Thôi ngon đi, tắt nhạc đi. Anh hồi nãy anh nói người ta cho đã vô cùng, anh cũng trang vậy à. Ta đang thuộc thế, ta chưa vô gì hết trơn. Chứ tôi không có múa đèn rước trăng như anh. Cũng thằng thang, thằng thang. Phải để cho người ta từ từ, người ta thủ thế rồi người ta mới vô trận chứ. Này gọi là chiến thuật phải không anh? Quyết liệt lên nha anh. Anh kẹp vô nách vậy rồi sao nó rớt được anh Thành? Trời ơi, tao cố tình mà. Cái đó là ăn gian. Không ăn gian sao thắng. Mọi chuyện đã được phơi bày. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ chúng ta bắt đầu bình luận. Trở về bác sĩ. Bác sĩ thì quá rõ ràng rồi. Cái cách về em Huỳnh Lập trả lời tất cả. Đúng vậy. Nhưng mà phải nói là bạn này rất là dễ thương nha. Lịch sự. Tử rất lịch thiệp, không phải là cái kiểu mà có chủ rồi không dám chạm và vẫn dám chạm, nhưng mà một cách rất là nhẹ nhàng. Tại biết sao không, ảnh xem em và chị là bệnh nhân, họ không có dám làm đau bệnh nhân. Không riêng gì ảnh đâu, ở đây tất cả mọi người đều xem em là bệnh nhân, em bệnh nặng lắm. Bạn này là đàn ông thông minh, biết mình phải làm gì. Nhưng mà cũng nguy hiểm nha. Quá nguy hiểm chứ. Nhưng mà độc thân nha. Quỳnh Lập sau trận đấu nghẹt thở, em thấy thế nào? Lan Phương. Tôi cũng độc thân. Về với chị với em. Em quan sát đủ chưa? Nghi có bồ quá anh ạ. Sao nhỏ? Sao có bồ nhỏ? Không, cái này em chia sẻ hơn chút xíu nha. Thật ra là bản thân em có một người bạn làm bác sĩ và tướng tá y chang như vậy luôn. Rất là bóng bẩy nha. Rất là trau chuốt. Và cực kỳ khó trong tâm lý. Cái tiêu chí để mà hiểu cái tâm lý của nhau á, rất là cao. Cho nên là tới bây giờ vẫn ế, nó dạng là như vậy. Mà chọn rồi là dính luôn á phải không? Cũng có thể. Đó. Mà sao có bồ vậy? Trời đất ơi. Phải hy vọng đã được chị, được em hiểu không? Người ta độc vòng thân trước đã. Vòng này màu xanh vậy. Rồi, ai cũng độc thân. Mời các bạn. Ủa anh ơi, sau cái vụ chơi lon nãy cái tự nhiên cái giới tính thứ ba cái phần trăm nó cao lên hẳn nha anh. Không phải, cái mớ 11 là cái mớ 11 người muốn ảnh.
Cái mới 11 người muốn ảnh rồi bấm vậy đó, cho hy vọng cho cuộc đời mình tươi sáng vậy thôi. Tại vì chơi loan xong thấy phái quá, hiểu chưa? Trời, em đừng quan tâm tới cái chuyện này, cái con số nó không nói lên ý nghĩa. Đó, Steven nè, what do you think? Em lại càng khẳng định cái nhận định đầu tiên của em về bạn này đúng nha. Rất là thích trải nghiệm và đã chơi cái game nào là chơi hết mình. Bạn này là người duy nhất mà không cần biết Lan Phương mặc váy mặc quần hay như trời nào hết. Trời đất ơi, ông gác cái đùi lên bà Phương mà tôi muốn xỉu, tôi lên sợ. Gối liền luôn. Tức là càng chứng minh là anh này anh rất là vô tư. Anh đến cái chương trình này còn là để trải nghiệm và để thắng cái chương trình này. Cho nên là khó để mà biết là độc thân hay không lắm. Kể cả người ta có chủ, người ta cũng sẽ quyết tâm để thắng cái chương trình. Cho nên là vẫn như vậy nha. Chơi không cần cớ nha. Đỏ đỏ cơ. Lan Phương, người giao đấu thấy sao? Phương vẫn giữ chị quyết... vẫn như vậy đúng không? Đúng rồi, em thấy thấy cái tia hy vọng vẫn lé lên mắt của chị. Ừ, chị nhìn qua chị chờ đồng minh từ em. Em có vậy không? Vậy nè, em nghĩ là cũng là màu này. Ờ. Nhưng mà màu này cũng đã có chủ. Thì miễn là màu này quan trọng hơn. Bây giờ mình kẹp hai màu chung màu được không? Dạng vậy được không? Đại tím luôn hả? Trời đất ơi, bông hoa luôn. Có chủ thì chưa chắc, đại khái là... Gil. Wow. Và sau thời gian quan sát, Gil thấy màu xanh. Why? Em nghĩ là bạn này vẫn còn... have fun around. Có thể sẽ có một vài cái relationship mà có nhiều người chắc chắn sẽ rất là thích bạn này. Sẽ hơi flirting. Nhưng mà bạn ấy vẫn còn đang have fun lắm. Bạn ấy vẫn còn thoáng vui chơi ở ngoài. Nếu mà cái tư tưởng mà thực sự như Giang nói là tới đây để thắng á, thì chắc bạn ấy cũng phải set up một cái mindset hoặc là một cái background phía sau là yes. Phải clear là độc thân. Oh yes, yeah. Ok nha, fun đủ nha, đủ fun nha. Yeah, mời quý vị. Vâng, độc thân của anh ta vẫn còn rất là cao, 62%. Hai bên này là giống lọc nè, đó là xem nhau á. Anh chàng mắt kính của chúng ta. Men đó. Men mà tôi nghĩ là chắc có chủ rồi. Đỏ lém lỉnh. Đỏ này là đỏ chơi kiểu chơi xong show đó, chơi cho xong cái show thôi. Đúng. Hiểu không? Là cho tới giờ rồi đón con, đón cái rồi gia đình rồi. Thôi lẹ lẹ đi mấy anh chị bớt nói lỡ. Đó, đỏ lém lỉnh. Em, bỉnh lém lỏ. Ơ kìa, em mất cái màu đỏ. Để trải cái màu đỏ đây. Qua lấy cái màu đỏ gì của chị đâu. Ơ kìa. Trời ơi, chị Giang ơi. Giang trời ơi. Sao vậy chị? Ngồi ở đây mà lấy mà được qua bên kia. Sao em kỳ vậy Giang? Em lớn rồi. Mọi người một cây thôi nha. Chị ngồi ở đây xuyên suốt mà chị thích thì chương trình làm chị chừng chục cái để nhà chơi. Quá trời, cái cây mà làm như cây thông vậy đó. Đem về. Màu đỏ. Quý vị thấy sao? Anh này bắt đầu là đã có chủ nhiều hơn rồi đúng không? Rồi, BT. Hào hứng nha, hào hứng nha. BT càng ngày càng có duyên. Có nội dung, cười duyên và rất là biết quăng miếng thả miếng nha. Tôi thấy nha. Là BT đấu bác sĩ nè. Đúng, trận này là... Hai người này là đều thông minh, biết mình phải làm gì. Nếu mà sống với hai cái người này á, tôi thấy là ít nhiều gì là sẽ thú vị đấy. Đúng, bởi vì như này này, không phải dễ gì mà đứng trước Trấn Thành với cả Hương Giang mà bình tĩnh mà tính ra cái đó đâu nha. Nói cho mà biết không có dễ đâu nha. Nha xanh BT nha. Còn bày đạt ha. Lương Sơn Bá trước bên đài. Đi đâu lưng rồi say đồ ha. Mà nha, đúng nhịp nhạc luôn nha. Không hề sai nha. Mà vậy nè, có nhịp trong người. Nhìn Gil chứ không phải là làm mình. Khi làm là nhìn coi Gil làm cái gì để đo cái năng lượng. Bắt nhịp vào hòa hợp. Nhiều đức tính hay. Sao người ta nói bắt nhịp và hòa hợp, người ta trong sáng mà bà nghĩ cái chuyện gì mặt mắt mà nhíu lợi gì? Không, mấy anh BT bắt nhịp lẹ lắm. Chúng thấy dễ thương quá nên giờ màu xanh đó. Màu xanh. Màu xanh luôn. Màu xanh. Quên lập. Hồi màu nãy xanh. Là chị cởi giày ra là ảnh cũng tới, ảnh sắp lại đó. Anh này nghe chính là thu giày của khách nè, để lên trên giá. Anh sắp lại đó, cái sự mà tỉ mỉ từng cái nhỏ nhất để quan tâm cái người mà anh thích đó. Tự nhiên qua hai dòng cái em nghi đã có chủ anh. Thích ghiêu quá, em lúc nào cũng khác biệt, xuất sắc thiệt. Anh thích những cái trái chiều, anh ủng hộ em. Anh thích trái chiều hả? Màu tím. Lập, sao con người em mang trá vậy em? Anh nói thích trái chiều. Trái chiều người ta có lập trường của em mang trá không? Lập ơi, chị hiểu vấn đề nó nằm ở nhan sắc. Cùng là một hành động đó nhưng người đẹp thì nó là lập trường. Yeah. Cổ đơn em. Yeah. Đó là thực tế của xã hội. Ta đẹp ta có quyền. Ta đẹp ta có quyền. Mọi người, có cái lửa không cho em tàn hình đi.
Trời ơi là trời. Nhưng mà làm sao nè? Làm sao mà có chủ nè, làm sao? Giới thiệu coi sao? Sao sao tiếng cắn vậy? Không có chủ đâu. Đi nhiều lắm. Nhiều khi vợ là assistant đi theo cùng. Coi như hướng dẫn viên hay cô đơn nha. Đúng là đi có quẹt quẹt trái phải quẹt quẹt gặp gỡ ở các nước có. Nhưng mà thường là không có người yêu nha. Không sao. Ý kiến của Gil cũng phải ghi nhận, không sao hết. Em cứ dơ theo cái cảm giác của em. Mà theo phân tích thì nếu mà mình nhìn thì ở đây mới tới 3 người độc thân lận. Chương trình có bao giờ 3 người độc thân không? Có em, có hết á. Cái xác suất BT có chủ cũng có nha. Hiện tại canh BT riêng cho em cũng có chủ đó. Tùy nghề, nghề nào cũng sẽ có tới lúc người ta cưới, ta không, cưới em thôi. Em dơ đi Gil, anh thấy cái khác biệt nó vẫn thú vị mà. Không, em cảm nhận vậy. Ok. Thế quý vị nghĩ gì ạ? Có giống Gil Lê không? Em ơi, bình chọn hết rồi. Giờ tới phiên em. Lại một anh chàng không phù hợp. Xin mời. Em xin được chọn anh số... Anh Chí Diễn ạ. Ok, cảm ơn em. Hãy vào trong chuẩn bị. See you later. Sao em chọn ảnh vậy? Em nghĩ là bạn ấy đã có chủ rồi. Vì là từ đầu bước ra em thấy mặt bạn ấy lúc nào cũng nghiêm, mà rõ ràng là mà bạn ấy giới thiệu là một người vô cùng vui vẻ, làm những clip hài hước. Thế nhưng mà bạn không có cười với em luôn. Con cái nhà nó khác sữa, nó đòi cha. Cái vợ nhắn lo lẹ đi lo cười cười nữa, nó chọn tới vòng cuối bây giờ. Cái lúc mà bé chọn là thầm cảm ơn đó. Thì gì thầm đó? Cảm ơn những gì đã qua đấy đó. Có cái tâm lý đó nha. Rồi dơ bản nào. Chưa bao giờ mà tôi thấy gia đình mình đồng thuận như vậy. Lâu lâu có một bữa cơm gia đình mà không gây lộn nè. Đúng rồi, vườn hồng ngày xưa nè. Dạ, mời xuất hiện. Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát. Nhà kia có hai chị em, tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ, Tâm đã mơ với hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô Tâm cũng thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa đà, giống chơi hay la cả, không quan tâm ai, trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cá tôm, một mình cá mập ôm chuyến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Ôi da, 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 da. Ôi da, 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 da. Thân mình vào dòng nước mắt xanh vô hình, tâm giúp trong veo tựa thủy tinh. Nàng tiên ca lấp lánh hồn nhiên vui qua, tung tăng tự do ngân nga la la la. Chẳng mang khôn lớn, chẳng muốn trùng thành đau đớn, cứ bé nhỏ xinh bơn bơn vui sướng hơn. Để cảm xúc cứ trái với tôi, vời để cho thôi để tôi được cười. Hồn nhiên vui quá, tung tăng từng
gió ngân nga lăn lăn la. Chẳng mang khôn đang chân bước trưởng thành đau đớn, cứ bé nhỏ xinh mơn mơn vui sức. Có vội ném đi vậy em. Đúng rồi, xanh lè một vùng chưa trời đã kìa. Còn nha. Hết nhạc luôn còn gì. Còn cái lượt màu đỏ nha. Đợi đợi xíu để cô cái bà dưới giếng. Ok yeah. Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy. Em tàng hình đây. Ủa. Thế nhưng mà tại sao lại đưa màu đỏ cho? Trên kia màu xanh rồi nó đưa cái lượt màu đỏ. Bây giờ không biết hàm ý gì. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Chết rồi, sang thiệt rồi, thằng ôi thôi xong rồi. Em nghi bạn này nghe từ đầu. Trời đất ơi, thằng nhỏ như vậy, tươi xanh như vậy mà đứa nào dám nói là thầm cảm ơn đi ra về thầm cảm ơn. Giám khảo kêu gì mà tư vấn cái gì kỳ cục. Nhưng mà cái mặt nó thầm cảm ơn thiệt. Tại sao không thiết tha hơn? Đúng rồi. Trả lời đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Trấn Thành và chào ban cố vấn, cũng như chào em. Có lẽ là hơi rung á. Hơi rung khi mà... Em mà rung cái gì? Em lên YouTube em làm 1000 chuyện ở trên. Không, nhưng mà mình sẽ có rung động trước người mình cảm thấy thích. Ê, trời ơi! Rất sao quá! Chưa bao giờ mà em đứng trước một người mà đối diện mà mình cảm thấy thích mà phải đấu tranh với nhiều người như vậy. Là em kết mùa đen con bé đó hả? Dạ, chính xác. Có một chút sợ nè anh. Sao sợ? Có thể mình sẽ có 1% nào đó bị loại. Tại sao lại không tự tin mà tại sao lại nghĩ như vậy? Thì gu của bạn gái có thể là sáu múi hay là một anh chàng bác sĩ gì đó. Nó nghe thấy thương không? Mình phải tự tin về bản thân mình chứ. Bạn ơi, nhưng mà khi mà bạn tới với cuộc thi này, khi bạn nghĩ như vậy, nghĩ là bạn đã tự tước đi cơ hội của chính mình luôn rồi. Bạn đã tự nhận thua trước khi người ta quyết định. Vậy thì còn cái cơ hội gì mà chiến đấu nữa? Bác sĩ là chuyện bác sĩ, gym là gym đúng không anh? Giả tỷ như bây giờ nè, em muốn nói với cô gái thì em nói cái gì để em lấy lại cái phong độ cho em coi. Thì anh biết em đã trải qua rất là nhiều chuyện và mất một thời gian dài để trở lại như bình thường. Có lẽ là trước giờ anh không biết là em đã chịu bao nhiêu nỗi buồn hay đau đớn gì đó, nhưng mà đối với anh bây giờ em là một phiên bản hoàn hảo nhất. Rung thiệt luôn á chứ. Em rung là tại vì em đứng trước quá nhiều người, hay là rung là tại vì em thích cô này thiệt? Em nói thiệt một lần nữa, em khẳng định cho tôi nghe đi. Dạ, thực sự thì em là một người hoạt động YouTube, nhưng mà ngoài ra thì em cũng hoạt động về sản xuất TVC quảng cáo. Thì đứng trước nhiều người không phải là vấn đề của em. Ây da. Đấy, sao lúc nãy không thú vị như vậy đi? Nói chuyện như vậy là ngon lành rồi, thế tự nhiên bây giờ thấy đỉnh đạt nè, thấy không? Khổ thân. Mà sao thiệt á, tới giờ này mới tỏ ra thú vị thiệt á chứ. Thế muộn màng là từ lúc ta chưa gặp nhau. Mà em đứa cơ nhau hình lập nha. Cái gì mà kinh nghiệm của em, những cái người làm sản xuất gì nữa cơ. Không, mà rõ ràng cũng phải đúng là producer không? Là sản xuất làm viral thì em đoán đúng được vậy thôi. Còn chuyện mà độc thân hay là có chủ hay như thế nào. Người em sao mà em tráo trở hai ba mặt quá em ơi. Hồi nãy em không có nấu gì em ơi. Thôi bây giờ vậy nè, dù gì đi nữa thì cuộc chơi cũng có luật của nó đúng không? Mình bị loại là cũng do cái mặt của mình. Lỡ rồi, bây giờ em gửi gắm thông điệp gì? Mời em. Cái mà anh giỏi nhất là viết lên một câu chuyện nào đó. Giả sử như em chọn nhầm đối tượng thì anh vẫn chờ đợi để cùng em viết lên một câu chuyện để lưu mãi mãi. Ê, biết ăn nói lắm nha, biết ăn nói lắm à. Gửi vào đây tâm hồn người Việt liền. Hay liền. Hay thiệt cái chứ. Vậy mà hồi nãy đứng trơ trơ cùng Tuế Nguyệt. Đúng. Chán thiệt luôn á. Chán ghê. Không sao, nói nghe nè. Nãy giờ thật ra là cái cuộc trò chuyện này làm cho anh thấy thú vị với em. Cái bạn này là bạn ở gần sẽ thấy rất là thích bạn. Nụ cười rất là thân thiện, ấm áp, người sống lành tính. Em cảm ơn anh, cảm ơn ban cố vấn. Cảm ơn em trai. Chào em. Nếu như có một cái gì đó sơ sẩy thì em có hứng thú với con người này không? Có phải gu em không đã? Em thấy khá hứng thú với bạn ấy. Em nghĩ là đầu tiên sẽ hứng thú làm bạn trước.
tại vì bạn ấy là một người rất là fan mà em rất là thích những người vui vẻ, và em cũng như vậy. Ok, chúng ta cho nhau cơ hội nha. Nhưng mà chắc gì, biết đâu điều tuyệt vời nhất phía trước đang chờ ta thì sao? Chúng ta sẽ đợi chờ trong giây lát trước khi đến với vòng cuối cùng. Người ấy là quý vị và các bạn đã trở lại với Người ấy là ai. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Đây là vòng hashtag. Mỗi anh sẽ có một từ khóa, chúng ta sẽ đặt câu hỏi dựa vào từ khóa đó để tìm hiểu về anh ta. Xin mời các bạn. Mời Quang Lâm. Hashtag của bạn là không. Mời đặt câu hỏi. Không. Tôi không còn, tôi không... Tôi đặt câu hỏi đi. Là trong bài hát nào? Đấy, kiểu vậy. Trời đất ơi. Không này là nằm trong cái chữ gì vậy? Không ở đây có nghĩa là không hối hận về quyết định của mình. Tiếp đến là cả em và nữ chính nếu có cơ duyên được đến với nhau thì em mong bạn nữ chính là không còn vướng bận bất kỳ một câu chuyện nào từ ngày trước. Cái không cuối cùng là không là ai cả. Là khi mà hai người yêu nhau thì em mong là hãy là chính mình ạ. Thì lúc đó sẽ là chân thành, đổi chân thành thì tình cảm sẽ là lâu bền hơn. Xuất sắc. Chết rồi. Thêm một cái nữa là chúng ta không mắc nợ. Không mắc nợ ai, lấy nhau về trả mệt lắm. Đúng rồi. Không không biết hỏi gì. Bạn thấy cái không khí ngày hôm nay chúng quay mình nào. Lãng dễ sợ lãng được như không khí. Trời ơi. Giờ nói hay quá rồi. Em á, em giấu bước cái đam mê. Thế nếu như ngày hôm nay bạn nữ chính không chọn bạn. Ừ, đó. Thì bạn có về nhà không? Hay tiếp tục ở lại chinh phục bạn nữ chính tiếp? Nếu như hôm nay bạn nữ chính mà không chọn em và đấy không phải là may mắn của em thì bạn sẽ là một kỷ niệm trong cả một quãng thời gian đến sau này đối với em. Hết giờ. Mời Steven. Hashtag là Life Partner. Steven có thể giải thích thêm về cái hashtag này không? Cái từ này có hai nghĩa đối với anh á. Thì một là cái Life Partner có nghĩa là Life. Thì anh đang tìm một người là cả đời có thể đi với. Còn partner đối với anh là có nghĩa là không phải chỉ là một người yêu mà là cái bạn bè, là tiếng Anh là cái best friend. Thì anh đang tìm một người như vậy. Bạn yêu cầu cái đặc điểm nào là chắc chắn phải có ở cái người life partner của bạn? Đối với anh thì anh thấy là cái quan trọng nhất trong cuộc đời là có thể chơi được. Chơi được. Have fun, right? Say, like, have like, fun, like, nghe like. Chơi hơi nhưng nhạy cảm. Nhưng mà ý là không phải là cái nghĩa đó mà là... Sao không biết tôi nói ý nghĩa nào? Có nghĩa là có thể là hai đứa này có thể là enjoy life. Đúng rồi, cả đời. Tại vì mình sẽ lớn tuổi rồi. Khi lớn tuổi thì phải nói chuyện với nhau và phải vui đó. Vậy từ trước tới giờ là Steven đã kiếm được một life partner nào chưa? Khó trả lời. Nhưng mà nếu mà ví dụ cái người đó rất vui nha và chơi với Steven rất vui, thì Steven có cái quan trọng cái việc là người đó là nam hay nữ không? Hết giờ. Em chưa hỏi gì luôn á. Ráng đi cưng, ráng suy nghĩ kỹ xíu nha. Còn đợt chót em ơi. Mời Minh Luân. Hashtag là Tâm. Em có thích chị Mỹ Tâm không? Dạ thích ạ. Cái tâm đối với em quan trọng như thế nào? Chị Mỹ Tâm là một cái... Cái tâm hồn. Cái tâm á. Dạ với em thì em quan niệm tâm với hai thứ. Thứ nhất là về công việc, thứ hai là về tình cảm. Về công việc thì mẹ em có dạy em một cái câu từ nhỏ là có tâm thì sẽ có tầm, và có tầm thì sẽ có tiền. Còn về tình cảm thì mình cho họ cái tâm tức cái chân thành, họ sẽ đem đến cho mình cái chân tình. Thế đó là cái chữ tâm của em. Hôm nay gặp đúng rồi. Cái lúc em vô tâm nhất là khi nào? Em vô tâm nhất là em không thành công sớm nhất để em có thể báo đáp lại công sinh thành của mẹ và ba. Là cái em vô tâm nhất hiện bây giờ. Lúc mà tâm em đau nhất là lúc nào? Em có một cái khoảng thời gian em thất bại về cả công việc, về cả tình cảm. Em đứng dưới đáy luôn. Đó là cái mà đau khổ nhất. Trong tình yêu bạn có quan tâm về khoảng cách địa lý không? Dạ không, khoảng cách địa lý với em vô nghĩa. Em hỏi được không? Được. Em hỏi đi, em hỏi đi. Cái người yêu mà mình yêu á, thì mình muốn cái người đó cùng trong lĩnh vực mình làm hay là ở ngoài? Hết giờ, cảm ơn em. Thiếu chữ tâm. Không liên quan gì đến cái chữ tâm luôn. Là cái sự đồng tâm đó. Đã tưởng em hỏi gì gạch bông, ta đâu có nhớ được trả lời đâu, thấy không? Cảm ơn các bạn. Chúng ta gặp lại nhau sau. Bây giờ là lúc cô bé cần những lời góp ý của gia đình nhất. Chúng ta chia sẻ những lời nói thật lòng nhất từ các chàng trai. Chàng trai đầu tiên Quang Lâm ha, một cái gương mặt rất sáng. Anh này có rất nhiều đặc điểm tốt.
và qua cái cách nói chuyện và cái cách anh ta hành xử ở trên sân khấu, mình có thể thấy đây là một người thông minh và rất là biết cư xử. Về khoảng cách địa lý cũng tương đối hợp, chỉ có cái điều á là mình đã mất một cái màu xanh rồi, thì mình chỉ băn khoăn là với một cái người mà họ có đầy kỹ năng như vậy thì chỉ băn khoăn lắm biết là còn độc thân hay không. Còn giai bác cơ đấy, giai bác là tuổi này nó hay đâu vào đấy lắm. Bạn này nếu mà so với ba người á thì hiện tại em thấy là cái độ match là hợp nhất với lại bạn nữ. Em cảm giác em thích kiểu freestyle ấy. Lúc thì mình thích này, lúc thì mình thích cái kia, nhưng mà chủ yếu là cái là mình nhìn người ta mình cảm giác mình có rung động cái đầu tiên không. Bạn này có một định hướng rất là rõ ràng, tại vì trong cái lúc mà nói về cái hashtag chữ không ấy, giống như là bạn ấy rất là rõ ràng trong cái chuyện, kể cả chuyện tình yêu, giống như trong công việc bạn ấy cũng định hướng rất là rõ. Ba cái chữ không đó nha, mỗi chữ không lần mối tình đó, đã không chịu nổi cái điều đó rồi, đã chia tay, đã thế này thế nọ, thì bây giờ mới đưa ra cái quan điểm rõ ràng, vậy là không thế này không thế kia, đó là cái người mà đã trải qua rồi. Em cũng không thích cái sự áp đặt đâu. Đâu có em. Đâu, đâu, bạn đây là có sòng hiện. Phẳng như sao gọi à, áp đặt được. Em mà bạn ấy em cảm giác như thế. Là cảm nhận em của cảm bạn nhận ý. Của bạn ấy. Tại vì bạn ấy sợ lỡ mà bạn ấy dấn thân vào một mối quan hệ dù ít dù nhiều, đến lúc mà lỡ không phải như bạn ấy muốn thì sẽ bị tổn thương. Thôi anh chàng thứ hai đi, thật anh này mình thấy là cũng quá nhiều thông tin về anh ta rồi. Chị nói em nghe nha, nếu mà so với chàng đầu tiên á, đây mới là cái khó với em nha. Cái chàng trai này anh ta là một người quá biết mình muốn cái gì. Anh ta tìm partner chứ không phải là lover. Mà anh nói được một cái điều này, anh ta nắm được chìa khóa của tình yêu, đó là yêu một người là người đó phải cùng vui chơi được với mình. Tôi nói với quý vị nghe, trong muôn vàng loại tình yêu, cái điều cuối cùng mà ở lại với mình lâu nhất là cái người trò chuyện được hàng ngày, những cái gọi là sinh hoạt này, nói chuyện này, vui chơi với nhau. Tại vì ba cái đó nó là cái điều mà em hàng ngày người ta sẽ bỏ nhau vì những cái chuyện vớ vẩn đó. Đấy, cho nên đã đang nói này, level nó khác nha. Level là có thể ok chẳng nói được gì với em cả, tôi yêu cái người đó không biết vì lý do gì, không hợp nhưng vẫn yêu. Nhưng mà partner là khác nha, nó đòi hỏi rất nhiều thứ. Bạn này chưa có flexible được như các bạn. Thì được đâu. Tại vì em ở với cái người này em phải phóng khoáng, em phải bớt phàn nàn và dễ chấp nhận. À, tại vì người ta tìm được niềm vui và hạnh phúc trong mọi chuyện. Nhưng mà nếu mà như vậy thì em thấy phù hợp để làm bạn hơn. Đúng. Với một cái người mà vui vẻ phóng khoáng như vậy á, thì chắc chắn cái chuyện đi ra ngoài chơi vui vẻ, thì liệu những cái sở thích đó của họ có phù hợp với em không? Và cái sự phóng khoáng nó có làm cho em thoải mái trong chuyện tình cảm không? Nhưng mà nếu mà để làm bạn là quá quá tuyệt vời. Đồng ý. Rồi chúng ta bàn về người thứ ba nào. Sao lại có cảm giác là có chủ rồi nha? Em thì cảm giác anh này là giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba cũng có thể đó nha. Nhưng mà tự dưng đến cái vòng vừa rồi đó, chị thấy là anh ta chăn trở về cái sự nghiệp nhiều hơn là hướng tới một cái tình yêu gì đấy. Hoặc là như vậy này, cái người mà hiện giờ cùng với anh ta, nếu anh ta có chủ thật ấy, là cái người đã cùng với anh ta vượt qua rất nhiều thứ, và anh ta cảm thấy là cô ta đã hy sinh rất nhiều cho anh ta mà anh ta chưa có đáp bù đắp được cái gì hết, thì chị cỡ có cái cảm giác là cái tâm lý đó hơn. Chết rồi, tính ra ba người mà cái mình bàn ra không luôn á. Không bàn ra ờ, thì em bớt cái ta, người bàn đâu ra không á. Rồi bây giờ một tấm bảng duy nhất mà các bạn cho là phù hợp nhất với cô ấy, giơ lên nào. Lại là cô lại trái chiều. Đâu bình thường là ghiêu trái chiều. Em đang phương vân đây này. Bởi vì Phương cảm giác như là đúng là cái cảm nhận của bạn này là hình như chưa về phía bác sĩ lắm. Bạn ấy lại không phải à? Không, chị sai không. À? Thôi kệ chị đi. Thôi kệ chị đi. Để chị thôi. Chị biết chị sai thôi kệ cái chị. Cái bạn đầu tiên hỏi nhiều như vậy là bởi vì muốn chúng mình phản bác lại. Anh ấy chắc tệ lắm đúng không chị? Chả anh ấy chắc nguy hiểm lắm đúng không chị? Nhưng thực ra là mong nghe cái điều ngược lại, hiểu chưa? Đó là con gái. Ừ. Đó. Ừ, cũng có lý. Gặp lại nhau thôi. Xin mời quý vị bình chọn thử cái. Wow. Cân tài cân sức 36, 30, 34. Bây giờ là một cái phần mà tôi nghĩ là luôn luôn thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Đó là phút nói thật. Các anh ấy sẽ có một phút để chia sẻ lý do mà bạn nên chọn các anh ấy. Và chúng ta bắt đầu với Quang Lâm. Câu anh muốn nói với em đó là
thứ duy nhất quý giá nhất đối với anh đó là thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Nếu như em cho anh một cơ hội thì anh mong rằng anh và em chúng ta sẽ là một phần thanh xuân của nhau. Eo ơi, một phần thanh xuân của nhau mới chết. Thanh xuân đấy. Nói như vậy mà không tan chảy thì thôi đi. Steven, anh muốn nói là lúc nãy á, anh nói là đi chơi là rất quan trọng đối với anh trong tình yêu. Thì anh hy vọng là một ngày đẹp trời nào đó mình có thể đi chơi chung. Thì chọn anh nha. Rõ ràng ha, rõ ràng ha. Mời Minh Luân. Anh quan sát em từ vòng đầu tiên cho đến vòng đến bây giờ thì anh nghĩ rằng là mẫu người đàn ông mà có thể đi đến cuối cùng với em phải là mẫu người đàn ông chuẩn mực. Mà với anh á, mẫu người đàn ông chuẩn mực là mẫu người đàn ông không phải cái gì nói cũng được, mà vì người mình yêu cái gì cũng có thể làm được. Và anh mong rằng anh sẽ là mẫu người đàn ông chuẩn mực của cuộc đời em. Chết rồi. Chết rồi. Nói năng hay quá. Giờ cái ông ở giữa là ông rõ ràng rồi đó. Ông giữa là rõ ràng. Ông giữa đi là chơi rõ ràng nha. Đi chơi đó. Đi chơi. Đi ăn chè. Hai chè đi ăn chè. Cái chữ đi chơi của Steven á phải đính chính lại. Nó không phải là đi chơi kiểu chơi cho vui mà cái dating. Chữ... Yes, dating và enjoy. Nhưng mà cũng không phải là lover nha. Cái điều này sẽ làm khó em đây. Đây là bó hoa tươi rất xinh đẹp đến từ 007 Flowers. Hy vọng là em sẽ chọn đúng người. Mời em. Giây phút quyết định đã đến. Nữ chính thanh tâm sẽ trao bó hoa cho chàng trai nào? Câu trả lời sẽ có sau ít phút. Người ấy là hy vọng là em sẽ chọn đúng người. Mời em. Em có thể ôm anh một cái được không ạ? Em ôm cảm ơn anh ấy vì là lúc nãy em vừa mới suýt ngã và anh ấy đã đỡ em lên. Mới thầm cảm ơn thôi. Chưa. Em cảm ơn anh. Thầm cảm ơn thôi. Giờ mới chọn tiếp nè quý vị. Phải lấy lại ngay. Chưa gì đã còn lại còn ôm với chả ấp. Đấy, bây giờ chưa là gì của nhau đâu. Phải mở vén màn bí mật đã. Đi vào trong chuẩn bị. Đấy. Nhưng mà em thấy anh ý có nguy hiểm thế nào ý. Em nghĩ là anh ý chắc là ra chuồng lắm. Chắc là bọn em khó lắm. Nhưng mà con tim thì trời ơi muốn gào vào liền. Anh chị có thấy thế không? Ừ, cũng mong là các anh chị bảo không em ơi, anh như này mày không bã áp đặt tí nào đâu. Đấy. Rồi, sao chọn vậy? Em đã thầm là chọn bạn ấy từ đầu chương trình và mong rằng là bạn ấy không phải thuộc giới tính ba hoặc là đã có chủ. Vì là em nhìn thấy ánh mắt bạn ấy nhìn em cảm giác được một cái gì đấy nó rất là xa. Ừ, đó. Thôi cho lộ diện đi. Chọn rồi là vui rồi. Bây giờ mình gặp Steven thì không biết là mọi người nghĩ gì về anh ta. Còn em gái, em nghĩ anh ta là gì?
Em nghĩ là bạn ấy đã có chủ rồi. Đã có chủ. Mời Steven. Bước xuống phố lang thang thì em lướt qua nhẹ nhàng vóc dáng khi về quê kiếm yêu. Tím mà càng càng xem càng tím vậy hả? Đúng không? Em thấy vậy không? Chưa hả? Nhìn nó lật quá à, lật nhiều lắm. Từ từ, phải đợi nó phút chót mới biết được. Nhưng mà chị tưởng em nhìn tư thế, động tác ấy, cái cảm giác ấy. Cảm giác nó tím tím. Thò văn ra luôn. Ủa, cái con cua ta. Cái con cua ta. Chắc chưa, từ. Lọt cái nóng lá ra nè, lọt cái nóng lá nè. Hồi hộp á, hơn hồi hộp hơn. OK. Rồi, anh giới thiệu một tí về mình đi. Rồi thì chào mọi người, là tên là Steven. Thì biết trước rồi thì nói về tình yêu đó. Thì 4 năm trước đã anh đã làm quen với một cô gái rất đẹp, yêu nhau 4 năm rồi. Nhưng bây giờ thì được tính là yêu xa. Mặc dù là ở nước của mình nhưng mà yêu xa đúng không? Đúng rồi, yêu xa đó. Mà tại sao đang từ ở nước mình không yêu, bay qua đây làm chi rồi yêu xa? Nói chung là anh qua Việt Nam để cho cái dự án là Đại học Fulbright. Thì anh thấy là cái dự án về giáo dục là cực kỳ thú vị và quan trọng. Thì anh thấy là cũng nên đóng góp cho cái đất nước này. But are you sure you can yêu xa? Ta 4 năm rồi. Yêu xa thì thấy là em thấy là nếu yêu thật thì yêu xa không phải vấn đề. Uh-huh. Hiểu không? Thì anh thấy vậy. Nhưng mà chắc chắn là yêu xa thì khó. Có nghe người Việt người ta nói cái câu là xa mặt cách lòng không? À thì lớn, you know, đúng rồi, có một cái lỡ gần không bằng gì đó đó. Đúng rồi. Thì đó, cũng không biết đâu nhưng mà không biết. Đại khái là lửa gần không bằng rơm xa gì đó, đại khái gì đó. Đúng rồi. Thì đó là lâu quá không có được đốt á, đúng không? Thì nó nguội. Có không, có bị gì không? Không. Vậy là người này là người honest. Hay quá. Nhưng mà có argue với bạn gái về cái chuyện là tại sao không come back to America không? Tại vì nhiều khi người ta đợi mình lâu quá, người ta cũng bực mình vậy, đúng không? Có chứ, thật ra cái bạn gái là ca sĩ Ấn Độ và và hay đi từ Ấn Độ vào Mỹ. Thì nửa thời gian là ở Ấn Độ, nửa thời gian là ở Mỹ. Thấy là chắc chắn sẽ cãi nhau nhưng mà đó cũng là một cái quá trình. Nhưng mà finally, nếu như mà you two get married, where do you choose to leave? Chắc là chị chưa biết. Nhưng mà bây giờ cho hỏi cái lý do cuối cùng là vì sao bạn đến với chương trình Người Ấy Là Ai? Chị nói rồi thì đó cũng là một trải nghiệm mới, cũng có thể học nhiều thứ về. Và với lại thì anh muốn chia sẻ với mọi người là cái là cả anh rất là thích Việt Nam và thấy là Việt Nam là một đất nước rất là đáng yêu, điều mà đáng yêu thì đó. Thì muốn nói điều này. Đáng yêu đó. Nhưng mà anh tìm thấy Việt Nam có cái điều gì thú vị mà nó thu hút anh ở lại đây? Dạ có chứ. Thì anh thấy là một cái nét văn hóa thì em rất thích là cái người Việt thì rất là giỏi nói tào lao. Thì giống như anh á, thì giỏi lắm. Kiểu thì xám hả chị, đúng không? Biết nói xàm đó. Thì anh thấy là thích lắm thì đúng rồi, đúng không? Của người Mỹ không có nói tào lao, không có nói xàm hả? Không bạn người Việt. Đúng rồi.
Bạn một mình đó. Sao thật mất lòng. Sao thật mất lòng đúng không? Trời đất ơi trời. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Thì 26 tuổi. 26 tuổi như là anh nhỏ hơn em 5 tuổi đó anh. Ừ. Không, không nhiều nữa chứ. Em năm nay cũng 33 rồi chứ anh cũng nhỏ hơn em nhiều. 33 là tháng 7 tuổi nha, 15 nha, 7 nha. 7 lần hả? 26 là 7 nha. Ủa, trời ơi. Cả tuổi mụ là 8 nha Thành. Bây giờ thế này, cảm ơn bạn đã đến với chương trình và hãy cho cô gái một lời chia sẻ. Thì rất là cảm ơn em. Thì hy vọng là em có thể tìm được một người yêu phù hợp em. Tại vì anh thấy em là một người là đáng yêu. Nói đúng không? Thì đáng yêu thì đúng rồi. Thì cảm ơn em. Cảm ơn Steve. Nói chung là đúng ha. Vậy Minh Luân màu gì? Em chọn đúng chị đi. Em chọn đúng chị đi. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Sao cô ngộ quá, cô chọn còn phải kêu đồng minh nữa. Thế nãy giờ sai suốt luôn. Không phải sai cùng. Bây giờ kìa, có một mình con bé nó dơ màu tím kìa. Em cảm giác là như thế. Em cảm giác phải không? Mời Minh Luân. Rõ ràng nên chị chịu trách nhiệm về quyết định của trách mình đi. Trách nhiệm về cái lựa chọn của chị kìa. Dù sao chị cũng không sao hết. Sợ quá, giật mình luôn á. Như ma. Dù anh có chào bạn. Em chào anh Thành. Bạn hãy giới thiệu một tí với mình đi ạ. Xin chào nữ chính xinh đẹp và xin chào tất cả bạn cố vấn cũng như tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay này. Em tên đầy đủ là Trịnh Minh Luân. Thì công việc chính em vẫn thường hay làm đó chính là MC sự kiện và tour guide. Bạn màu đỏ là đỏ theo kiểu gì? Màu đỏ em màu đỏ thẳng. Và cái cô hồi nãy không? Dạ chính xác. Kêu cổ ra đây. Trời. Cô này là người như thế nào với bạn? Dạ, đây là người yêu của em. Ai không biết. Thì cô nói là cái người này được gặp gỡ đâu, mức độ quan trọng đối với mình như thế nào? Dạ, thực sự là em gặp người yêu em rất là tình cờ. Ở trên Facebook em có một bạn, thì bạn đó tag người yêu em vào một cái status về bảo hiểm rất là hay. Thì em nhìn thấy cô này,
thì em không quan tâm cái status, em chỉ quan tâm cô này thôi. Sau đó thì hàng ngày em cố gắng chờ cô ấy up cái story lên á, để em thả thính một chút xíu. Và em thả thính từ hồi tháng 10 và đến tháng 3 thì cô ấy mới nhận lời làm người yêu của em. Em yêu cái người đàn ông này vì cái gì? Người yêu của em á, nhìn hào hoa phong nhã vậy thôi, nhưng mà thực sự là ảnh rất là chân thành. Khoan khoan, nói cái gì mà mồ hôi bên này chảy dữ vậy? Giờ tới phiên ông nè. Người ta nói sai chỗ nào không mà sao mà đổ mồ hôi dữ vậy? À, em xin chia sẻ chút xíu về cái chuyện tình cảm của em và Uyên. Có hai cái khó khăn ngăn cản em và Uyên đến với nhau. Thì cái khó khăn thứ nhất em xin chia sẻ thêm là em là một người đàn ông đã có con. Thứ hai nữa là nghề nghiệp không có ổn định, làm nghề tự do. Cảm thấy như là mình bị tự ti á. Dạ, càng nói chuyện thì em càng tự ti. Nhưng mà Uyên thì lúc nào cũng bên cạnh em để động viên em, đứng sau lưng em để giúp cho em bỏ qua cái tự ti đó. À, xin hỏi một cái điều hơi tế nhị, bạn có còn liên lạc với mẹ của bé không? Em với mẹ bé thì sau khi chia tay xong thì mới biết là có. Và tụi em quyết định vẫn giữ. Và em và mẹ bé đều nói chuyện với nhau theo một cách bạn bè. Và hai người vẫn có một cái cuộc sống riêng của nhau. Chỉ có là cả hai cùng nhau chăm sóc bé bắp. Vậy cô gái này hay quá. Em ơi, cái điều gì mà làm cho em chấp nhận được cái điều này? Em suy nghĩ như thế nào? Tại vì trước giờ thì em không có quen ai hết. Em chưa có người yêu bao giờ hết. Mãi khi em gặp được người này cho em biết thế nào là tình yêu. Ảnh chinh phục em từng bước. Nói chung không biết sao mà lại hiểu em như vậy. Em chưa nói gì là đã biết em nghĩ gì rồi. Nên là phải lòng. Rồi cái mình bỏ qua hết mọi chuyện. Dạ đúng rồi. Là em không có nghĩ tới cái vấn đề gì xa xôi hết. Em nghĩ là ảnh tốt với mình thì mình tốt với con ảnh, tốt với gia đình ảnh. Em có ngại không? Nếu mai mốt em có một baby riêng với bạn, em có sẵn lòng để mà yêu thương hai bạn bằng nhau không? Mình sẽ có thiên vị gì không? Cái này mình nói thiệt. Trước khi mà yêu thì em cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Thì em cảm thấy em chấp nhận được. Nên là em mới tiếp tục duy trì cái tình yêu này. Hôm nay nhân một cái dịp đặc biệt như thế này thì có cái điều gì mà bạn cảm thấy từ trước giờ bạn chưa muốn nói với cổ, hay là chưa có cái dịp để nói, thì hôm nay mình thử trải lòng một bữa thử xem có nó làm sao. Thực ra thì dành hai từ cảm ơn với em là không bao giờ đủ. Dạ, không bao giờ đủ. Dạ luôn. Trời ơi, thương quá. Có hai cái từ mà anh thích nhất, anh có nói với em đó là trọn vẹn. Mình sống, mình chỉ cần mình mở mắt ra, mình còn sống, mình còn thở thôi thì mới trọn vẹn với nhau. Thì anh mong là anh với em sẽ trọn vẹn với nhau qua từng giây phút mà ở bên nhau. Cảm ơn em. Hai bạn rất là đáng yêu. Chắc là bạn cũng sẽ nói vài lời với cô gái của chương trình nhé. Xin chào nữ chính. Thì giống như cái lúc nãy mà trước khi mà nói về cái chữ tâm á, thì Luân có khen nữ chính là nữ chính rất là đẹp. Dạ, có nhắn tin với lại người yêu mình luôn là trời, nữ chính đẹp lắm em ơi. Người yêu em kêu là cố gắng lên anh, cố gắng lên thi đến phần cuối cùng nha. Dạ, và khi mà nữ chính trao cho em bó hoa thì em vừa vui mà em vừa buồn. Dạ, em vừa vui, em vừa buồn. Vui là em chiến thắng, em nghĩ là em chiến thắng. Buồn là trời, nữ chính chọn lộn người rồi. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì nữ chính vẫn chọn đúng. Và chưa biết chọn đúng hay không thôi. Dạ, em không biết. Dạ, em không biết. Chọn đúng hay không thì em không biết. Ê, nói nghe nè. Tôi trò chuyện với ông hồi tôi thấy ông dễ thương lắm đó. Ông đúng là cái chữ tâm đó đó. Là tôi nghĩ bạn, ai ở gần bạn thì người ta sẽ feel được bạn là một cái người rất là có tâm. Tự nhiên qua cái cách nói mình cảm thấy được cái con người này họ tử tế như thế nào với những cái người xung quanh. Và hy vọng là cái điều đó nó sẽ ở với bạn lâu, để bạn dùng cái điều đó để cư xử tốt với cái người phụ nữ đã chấp nhận cái câu chuyện của bạn. Chúc cho hai bạn thật hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn chân thành, cảm ơn nữ chính và cảm ơn ban cố vấn cũng như tất cả mọi người ạ. Cảm ơn đã đến với chương trình. Sau tất cả, Quang Lâm, chàng bác sĩ tập sự điển trai sẽ mang thân phận gì? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là ai, ai. Hãy quan tâm tới bác sĩ màu nào, bác sĩ màu nào? Bác sĩ màu xanh. Bác sĩ màu xanh. Bác sĩ màu xanh. Không sai được. Một lát mà bác sĩ ra màu tím mới có chuyện nói. Xanh hết. Không lẽ trớ trêu vậy sao? Không, bác sĩ phải màu xanh thôi. Mời.
Sao sao không biết vậy? Bao nhiêu lâu ta cứ ngủ quên, tìm hoài trong giấc mộng rằng nơi đó em đang tồn tại. Cái này đây bao nhiêu lần các chị cũng thích. Ồ, bác sĩ giờ vậy đó anh. nhiều khi không, nhiều khi bị lên máu rồi, vô gặp bác sĩ rồi lên máu rồi. Mà cái mặt đẹp của tôi thì quá sợ luôn á, mặt đáng yêu. Có lẽ ta không thể quên đi tháng năm buồn lắm khi cơn đau đớn không biết phải ra sao. Baby I still love you, baby I still love you. Thôi em ta cứ một người để nỗi đau. Tại sao ta cứ đau đau khi phải cố quên một người? Mẹ mẹ trai đẹp mặt khi đã yêu rồi không nên nhìn về phía sau. Một lần nữa sẽ đau đau khi phải cố quên một người. Có chắc sẽ hết đau đâu? Có chắc sẽ hết đau đâu? Chẳng lẽ cứ thế ngồi chờ, đầu thật đau cứ ngâm đi vù vơ. Mỗi sớm thức giấc mệt nhoài, và bao lâu cứ nấu bơi ngồi ngoài. Nếu như mai sau này lỡ yêu ai như về, có lẽ ta không thể quên đi tháng năm buồn lắm khi cơn đau đớn không biết phải ra sao. Baby I still love you, baby I still love you. Thôi hay là ta cứ làm một người để rơi nỗi đau. Tại sao ta cứ đau đau khi phải cố quên một người? Nhưng một khi đã yêu rồi một lần nữa sẽ đau đau chỉ phải cố quên một người. Có chắc sẽ hết đau đau. Bạn ấy buồn thì em đi về đây. Chị thấy cái tích tắc hồi nãy em nói không? Đừng. Khoan nha, có khi em gái đó, em gái chị gái nè. Tôi nghĩ là chương trình nên lưu ý những khách mời như diễn viên Lan Phương về sự quyết định của cô ấy đối với các chàng trai của chúng tôi. Hầu như là nếu như quý vị để ý thì của Lan Phương cổ sai hầu hết các vòng của chương trình. Tưởng 100% chính xác. Nhưng mà khoan đã, chắc gì đã biết đấy là bạn ấy là ai để bạn ấy nói coi đã, còn hy vọng mà. Ra mà đi như thế này thì thôi không còn gì để nói, tay trong tay. Nói gì nữa Giang, em níu kéo cái gì? Em đừng có nóng nghẹo. Em với chị nắm tay nhau có thể là đồng nghiệp với nắm tay hai nhau. Hai chị em ôm nhau đi, vỡ mộng đi. Mời em. Em là ai? Là, xin chào ban cố vấn ạ. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Chào nữ chính. Em là Trần Quang Lâm ạ. Hiện em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ạ. Và đây là? Và đây là một bạn nữ mà em mới quen từ hôm qua. Quen từ hôm qua. Mai mốt rõ ràng bệnh nhân người ta bị yếu tim, hiểu không? Người ta suýt hòa, người ta khóc rồi. Biên tập của cái chương trình này bây giờ không còn một thủ đoạn nào không dám làm trên sân khấu này. Rồi nó có khi nào sau này chào kết rồi bắt đầu lật nữa không? Nè đang vậy đó, rồi thuộc pháo bông xong mới nói là có chủ nữa đó. Tôi sợ thiệt. Em đang định book máy bay về ngay trong chiều đây luôn. Thế mà thiệt luôn. Nghĩ lại cho em hủy vé chưa? Dạ em nghĩ lại rồi. À em nghĩ lại hả? Thế bây giờ cho anh hỏi em nghĩ thế nào về người này? Bạn ấy là một người có vẻ bên ngoài rất là trẻ so với tuổi, thế nhưng mà bên trong là một người chín chắn. Em nghĩ là như vậy. Thôi cô ơi, cô thích thì cái gì cô cũng bình hết. Như là chúng tôi không biết cô có bên không đấy. Có bên không?
Bây giờ coi là thích không? Dạ thì cũng có cảm tình thì mới chọn chứ ạ. Thích nha. Còn em nghĩ thế nào về nữ chính của chương trình? Cảm ơn bạn đã cho mình một cơ hội để mình có thể bày tỏ được. Và chuyện sau này mà bạn ấy có thích em hay không thì đấy là ở ý của bạn ấy đó. Nếu biết người ta thích mình rồi còn xấu xáo sau này có thích em hay không. Thưa quý vị, như vậy là nữ chính ngày hôm nay đã xuất sắc chọn được đúng ý trung nhân của mình, là một chàng bác sĩ trẻ tuổi. Và bên cạnh đó thì nhà tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng Samsung cũng sẽ gửi tặng cho các bạn mỗi người một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 sở hữu nhiều công nghệ đột phá bậc nhất hiện nay. Và thưa quý vị, họ sẽ được gửi tặng một buổi ăn tối thật ngon miệng tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Xin được cảm ơn nhà tài trợ độc quyền của chương trình Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ những trang phục rất đẹp cho các quý ông của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 tuần sau, chương trình do V Channel thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ thì xin mời các khách mời lên cùng mà chia sẻ niềm vui với hai bạn. Cùng chào đón các cố vấn xinh đẹp, kiện tướng Dancebox Khánh Thi, ca sĩ Thanh Duy Idol và ca sĩ Văn Mai Hương. Wow, 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 wow. Trời wow, đất ơi. Rất là chắc chắn luôn. Quá trời rồi, còn biết thấu keng nữa thì thôi rồi em ơi. Hú hồn. Em cứ tưởng là em đang ngồi trên xe của anh đấy. Lúc nó quảng quảng có. Em ơi, em phải tưởng tượng là em đang say sóng em ơi, em điên rồi. Em cứ nghĩ là anh đang quẹo em. Em say xe rồi, mày mất bình tĩnh rồi Giang ơi. Em mà kẹo xong em say ngã này cô. Đây là phong thái của những đại gia tương lai. Em ơi, người ta là gì? Một trong những hệ thống gym nổi tiếng nhất khu vực miền Nam thôi. Em không nghĩ là một giám đốc kinh doanh của một cơ sở lớn như vậy mà ngày hôm nay tới đây để cam mau. Em, nhà anh có đi em gái nó cũng là lần đầu tiên em thấy mà không phải là bọn em mà là anh dành cho phần về nhà anh luôn đó. Thật luôn anh ơi, cái đó không có được anh. Thành mới biết là nhà người ta có ok rồi nhưng mà mình cũng làm ra tiền mà mình cũng anh okay rể mình là MC. Em nghĩ sao về điều đó? Tôi nói thiệt, kiểu gì kiểu nó là em rể tôi rồi, vậy đi. Em nên nhớ là như này này, chúng ta là phụ nữ, không có cái nhà nào, không có cái xe nào, không có cái đồng hồ nào mà em không tự mua được cho mình nếu như người đàn ông bên cạnh em mang lại cho em sự bình yên. Đón xem tập 9 của Người Ấy Là Ai mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Xứng đẹp đó. Nói với đại ca của mày, lần sau nhát dao sẽ sâu hơn. Em nghĩ là có một chuyện anh nên biết. Mẹ vẫn sẽ coi con là con dâu của mẹ. Phụ nữ đâu có vô dụng đâu phải không mẹ? Trên đời này không có ai vô dụng cả. Nhưng chỉ tiếc luôn luôn tồn tại những kẻ cơ hội. Nếu con có con trai trước thì sao? Thì mẹ sẽ sắp xếp lại gia đình như cũ cho con.
nội tôi hay nói, đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng. Nghịch cảnh sinh ra là để chúng ta vượt qua. Chuyện ông bà làm đó, thì sau này nè, con cháu sẽ nhận hậu quả đó. Em vẫn đi tìm họ phải không? Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho chuyện bỏ con cái của mình mà đi. Nội đã ép mẹ cưới bà, vì nghe lời thầy bói nói là mẹ sẽ sinh được con trai. Nội đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Em không được gọi bà ta là mẹ, bởi vì bà ta không có xứng đáng đâu. Em vẫn đặt lòng tin nơi nội. Đừng có cãi nữa. Chị không muốn là tìm lại được cha mẹ mà lại mất đi anh chị em của mình đâu. Cái gì em cũng có thể từ bỏ cho chị. Nhưng đây là ba mẹ của mình, chị hai à. Tại sao hai con người đó là ba mẹ của tụi con được chứ gì? Con hiểu cái công sinh thành nó lớn ra sao mà. Chưa bao giờ anh sợ như vậy. Nợ này lớn lắm. Nợ của cha thì con phải trả. Giàu nhất giàu tẻ, phần 2, 20 giờ thứ 2 đến thứ 4 trên HTV2V Channel.